GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp, thành viên thuộc Kinko Group. Một trong những chuyện phải trải qua trong cuộc đời. Người mà mình cần gặp thì mình sẽ gặp thôi. Những người cần gặp nhau sẽ gặp nhau. Những người cần yêu nhau sẽ yêu nhau. Và rất có thể họ sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cái ánh mắt của cái anh này khi bắt đầu xuất hiện đứng ở đây thì luôn luôn nhìn về Trung Trung. Nhưng sự lựa chọn trong tình yêu là thuận theo con tim mách bảo hay lắng nghe lý trí dẫn đường? Em mong muốn là anh này có thể là một trong ba người cuối cùng. Vì hiện tại là anh có rất là nhiều điểm match với bạn nữ chính thì có thể là tìm thấy sự đồng điệu với nhau. Anh rất là ân cần luôn á. Anh làm cho một cái người con gái đối diện với anh cảm thấy được quan tâm. Cái gì mà nó ngon á, thường là của người khác không à. He just take my breath away. Nhưng mà em chỉ rất buồn chọn một người. What? Mi chốc sổ. Nữ chính đến từ Hàn Quốc, xứ sở của những bộ phim ngôn tình, sẽ có được cái kết ngọt hơn cả mật ong không? Dòng chú muốn theo trái tim của dòng chú thôi à. Hãy cùng đến với Người ấy là ai tuần này. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người ấy là ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với chương trình Người ấy là ai do Beyond V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel V Giải trí và trên siêu ứng dụng giải trí Beyond. Beyond không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp thuộc Tingle Group. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda, Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn cũng hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người ấy là ai. Và bên cạnh đó, các bạn đừng quên feelvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Ngày hôm nay, đến với chương trình Người ấy là ai, chúng tôi xin được mời trở lại đây những gương mặt rất là quen thuộc và đội hình ngày hôm nay sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, đầu tiên xin chào đón vị nữ cố vấn quen thuộc của chúng ta, Minh Tú. Ca sĩ Hòa Minh Di. Hoa hậu Thùy Tiên. Và một nhân vật mà quý vị và các bạn đã rất là yêu mến. Và chính vì tình cảm đó cho nên ban tổ chức đã mời anh ta quay trở lại đây. Một vị khách mời đến từ Thái Lan, DJ Ma Thông. Hello Ma Thông, welcome back to Vietnam. Thank you for having me again. I'm so happy to be back. Yeah. Yes! I feel that you're so crazy to be back. Yes! Yeah! Yes! Yeah! I miss you, Vietnam! Thank you, I miss you too! Ma Thông, this time come back to Vietnam. How do you feel that the audience says they love you? Oh my god, they still cute! Have you watched the episode that you joined last time? You love it? Yes, I love it. All the people were so nice to me, expect you too. Thank you. And yeah, I really ready to see how cute and handsome the guys tonight gonna be. Oh yes. No. I'm so excited, really. You don't worry about the girl? Or the handsome guys? Okay, 5%. 5%? Okay. From towels. Okay. Is that your wedding today? Yeah. I choose my bride. Yeah, she's gonna be my bride. She's gonna be my husband. Huh? Your husband? Yeah. Okay, I can. Welcome back this time. Yeah, thank you. Thanks for having me again. Thùy Tiên nghĩ sao về mối lương duyên này? Em nghĩ rằng
chúng ta sinh ra để dành cho nhau. À vậy hả? We were born together. Nói cái gì cũng nói hai thứ tiếng dùm chị. À dạ, ok, vậy để em ráng. Nhưng mà khoan, em xin dành một phút giới thiệu của em để em xin gửi bày tỏ nỗi lòng của em tới chị Hòa Minh Di. Wow. Thật sự luôn, lần đầu tiên em gặp chị mà em chỉ muốn nói một điều là thật sự luôn á, là từ tận đáy lòng của em luôn á, em hâm mộ. Wow. Em hâm mộ. Wow. Em hâm mộ. Wow. Em hâm mộ. Con trai chị kinh khủng khiếp luôn á. Ủa? Không thiệt. Ủa? Không, em nói thiệt. Ờ. À, Minh Tú thì hôm nay em có cảm thấy là em thật sự là lạc lõng giữa những bộ trang phục trắng đen như chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều là những người theo nghi lễ. Tại sao sang vậy? Trọng, tại sao em lại có thể có một cái màu xanh lè, xanh lét đó ạ? À? Dạ không, mỗi bộ đồ em bận đều có một câu chuyện. Wow. Xanh xanh, tím tím, hồng hồng, hôm nay em tới tìm chồng cho em. Ủa? Gì vậy? Ủa? Ủa, lộn, lộn, lộn. Em tới em tìm chồng cho em của em. Ok. Nói chung là em cũng rất là vinh hạnh khi mà được ngồi chai lì ở cái chương trình này. Anh kêu em ngưng em cũng không ngưng. Mà nó kêu em về nhập ngũ em cũng không về. Em quyết định là sẽ ngồi đây 10 ngày 10 đêm với người ấy là ai? Get go. Get wow. go. Wow. Ok, thưa quý vị, Minh Tú chúng ta thật là đáng yêu phải không ạ? Hy vọng là ngày hôm nay tất cả mọi người đang rất là đẹp thì chúng ta cũng sẽ gặp một bạn nữ chính vô cùng xinh đẹp. Và báo trước quý vị nghe luôn, bạn ấy không phải là người Việt Nam. Wow. Wow. Cô ấy có một cái tên rất là dễ thương, Dân Trù. Mời quý vị cùng theo dõi. Có loài hoa tên Sapuran, nghĩa là tình yêu, tình duyên. Và cũng có loài hoa tên Tulip, nghĩa là trái tim tan vỡ. Quá wow. là hạnh phúc và đau buồn đều là những bông hoa. Xin chào mọi người, mình tên là Yongju. Mình đến từ Hàn Quốc. Mình là một ca sĩ Việt Nam. Wow, 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 that. Một năm trước, Yongju đã đi du lịch Việt Nam. Hồi đó, Yongju fell in love với Việt Nam rồi. Bởi vì món ăn rất là ngon, thời tiết rất là tốt và người Việt Nam rất là dễ thương. Khi trở về Hàn Quốc, Yongju quyết định chuyển đến Việt Nam để sống luôn. Wow. Và Yongju muốn bạn trai đi cùng Yongju sang Việt Nam luôn. Nhưng mà anh từ chối. Cả hai cãi nhau rất nhiều. Anh rất là thất vọng với Yongju. Anh thấy mình không quan trọng. Nhưng mà Yongju biết ai cũng có cuộc sống riêng, nên Yongju phải tôn trọng quyết định của anh. Đến lúc Yongju phải đi một mình rồi. Tụi mình chỉ nói được I miss you thôi. Không phải là em nhớ anh hay là anh nhớ em, mà là mình đã bỏ lỡ nhau rồi. Thật ra hết yêu không phải là ghét hay là không thích, mà chỉ là đã từng yêu mà thôi. Với Yongju, điều tốt nhất chính là sống tại Việt Nam với tình yêu mới. Anh Trang Tam và bạn Cô Văn ơi, Yongju đã sẵn sàng đến với người ấy là ai rồi. Wow. Bởi vì bạn xuất hiện chị thấy em hết dễ thương luôn á. Vâng, và chúng ta hãy cùng chào đón nữ chính của ngày hôm nay, Yongju. Wedding dress! Wedding dress! Yongju! Yeah. Ah,
bạn ở bên ngoài xinh hơn tôi hình đây. Đúng rồi. Ủa cái gì mà có bà con gì đây vậy? Có. Hoàng thân quốc thích gì đây vậy? Bạn ấy là một người bạn của em mà hai đứa nói chuyện qua KakaoTalk tâm sự về Việt Nam cũng như Hàn Quốc và trong sự nghiệp rất nhiều vì bạn ấy muốn lập nghiệp ở Việt Nam á. Ồ. Hồi đó em làm MC của một chương trình mà công ty là cái công ty của bạn ý. À, hai đứa đã quen nhau rồi. Tham gia trong một chương trình của cái công ty mà hiện nay đang quản lý bạn ấy. Đúng rồi. Dạ vâng. Và là bạn với nhau đúng không ạ? Bạn ấy muốn học tiếng Việt thì em sẽ nói cho bạn ấy tiếng Việt. Em có học được tiếng Hàn chưa? Và em không học được tiếng Hàn. Tuyệt vời. Nhưng mà mới đầu tiên á, em thấy ở đây là quá trời Việt kiều các kiểu luôn nên em cũng rất là hoang mang. Nhưng mà gặp chồng chú là yên tâm hơn vì bạn có biết một xíu tiếng Việt. Rồi, Tú về được rồi đấy em. Đi về đi. Không biết nữa, thần giao cách cảm này sao á. Tự nhiên ta đang đi ăn tiệc cái gồm nguyên cái miếng sầu lá chuối đây hả? Thì anh thấy không, thường thường mấy cái tiệc đám cưới lâu lâu sẽ xuất hiện bà ô về. Cái nhân vật đó là em đó. Mai dễ lên báo đó đúng không? Đúng rồi. No, no, this is the wedding ceremony and you are the MC. It's fine. No, I'm a spotlight. Are you a spotlight? No, she's from another party. Hello, xin chào em. Dạ, xin chào anh. Em có thể nói được tiếng Việt không hả? Dạ, em nói tiếng Việt được ạ. À, Irem y mồi ạ? À, anh nói tiếng Hàn giỏi ạ. Em tên là Yongju. Yongju. Xin chào anh Trân Thanh và mọi người. Bạn ơi ơi là ai? Rất vui được cao. Dễ thương quá. Dễ thương dữ. So cute. Hôm nay em đến đây, em nói là em về Việt Nam sống luôn. Dạ, vâng ạ. Vì sao em quyết định về Việt Nam sống? Em có bố mẹ là người Việt Nam hay không? Hay là chỉ vì em thích Việt Nam thôi? Bố mẹ và gia đình Yongju là tất cả là người Hàn Quốc ạ. Dạ, nói thật đó, năm 2018, Yongju đã đi du lịch Việt Nam chỉ 10 ngày thôi. Bởi vì Yongju có họ hàng. Bà con họ hàng. Dạ, ở đây thì Yongju quyết định Việt Nam để thăm bà. Sau đó Yongju du lịch Việt Nam và gặp rất nhiều người và đi chơi, mùi né và vung tẩu. Ăn rất nhiều nhiều. Yongju dễ thở. Dễ thở. Dễ thở. Ở đây dễ thở, rất thoải mái. Ở đây dễ thở. Dễ thở. Yongju chắc chắn fall in love Việt Nam, chắc chắn á. Sau đó Yongju trở về Hàn Quốc lại. Sau đó quyết định Yongju, Yongju phải chuyển đến Việt Nam. Nhưng mà hồi đó Yongju có đại học và công việc, có gia đình, bạn trai hay nam. Yongju có tất cả và ổn định rồi thì không có ai đồng ý quyết định của Yongju. Nhưng mà Yongju không muốn, Yongju muốn sống hết mình. Cái này là challenge của Yongju. Thì Yongju cứ quyết định, tự tin, sau đó chuyển đến Việt Nam. Này là kiểu người là mình thích cái gì là quyết tâm làm cho được. Dũng cảm đó. Nhưng mà cái ngày em đi thì em phải nói như thế nào với bạn trai? Hồi nãy ảnh cũng nói là ảnh bị buồn là tại vì em không có quan trọng ảnh. Anh đang làm công việc gì ở bên? Dạ, nhạc sĩ ở Hàn Quốc và anh rất bận và anh có công việc của anh cũng muốn sống hết mình. Hồi đó Yongju quá đau lòng bởi vì Yongju và anh gặp nghiêm túc 2 năm rồi. Mình có kinh nghiệm đẹp rất nhiều. Mình đi biển xem pháo hoa. Yongju rất là đau lòng và rất buồn. Nhưng mà Yongju phải tôn trọng ý kiến của anh. Bởi vì cuộc sống là riêng, không phải là cuộc sống anh là của mình. Thì Yongju quyết định chia tay với anh. Tại vì thực ra là chuyển từ thành phố này sang thành phố khác sống nó đã là một cái điều nó rất là khó khăn rồi. Bây giờ từ nước này sang nước khác nữa thì chắc chắn nó là một quyết định rất là khó. Hai người chắc là chưa đủ yêu nhau nhiều đến mức độ phải hy sinh cho nhau. Mọi người chỉ đang có một kỷ niệm đẹp thôi. Mà mọi thứ đang nhẹ nhàng yên bình. Nhưng mà mọi người chưa lo được cho cuộc sống của cái người còn lại. Tụi em cũng không có muốn phải dậm chân ở một chỗ là không có move on. Tụi em muốn phát triển hơn, mỗi đứa phải có sự thành công lớn hơn nữa. Tụi em mơ đến những điều cao hơn, cho nên tụi em phải đi thôi. Có nghĩa là khi mà em đang chạy trên một cái đường đua. Dạ. Nếu như những cái gì mà nó chạy không kịp thì mình phải bị bỏ lại thôi. Dạ. Thôi cứ coi nhau là một kỷ niệm đẹp của nhau nha. Là những người bạn tốt, nếu mai mốt có gặp lại. Dạ, dạ. Good memory, ha. Em yêu bao nhiêu mối tình rồi?
thì em thua. Dạ giống em bữa rồi anh ơi. Giống em bữa. Không. You can use my fingers. Thiếu tay. Có bao giờ yêu người nước ngoài chưa? Dạ có. Người Việt Nam. Người Việt Nam hả? Người Việt Nam rồi luôn. Dạ nhưng mà không không phải là niềm tuốt á. Dating thôi, đi date thôi đúng dating. Không? Kiểu như gặp nhau yeah. Dating. Mấy người? Một người ạ. Khác với trai Hàn Quốc nhiều không? Nói thật, cái nhìn hình hồ với anh đó là không tốt đâu. Bởi vì sau khi chia tay với anh Hàn Quốc, Yongju bắt đầu tìm người khác. Một lần Yongju đi quán rượu với bạn bè. Một đàn ông rất đẹp trai và rất sáng trọng chủ động đến Yongju và xin chào, anh xin điện thoại của em được không? Yongju, ok. Sau đó mình bắt đầu hẹn hò rất nhiều, ăn ngon ngon và uống wine và nói chuyện vui vẻ. Và anh đó luôn luôn nhắn tin với Yongju, em rất dễ thương, em rất đẹp, anh muốn làm quen với em. Yongju suy nghĩ, à, anh rất thích Yongju. Nhưng mà một ngày Yongju rất shock. Yongju đi quán rượu, giống quán rượu. Lần đầu tiên Yongju và anh có gặp với bạn bè. Yongju không tin mắt của Yongju đùa. Hồi đó, anh đó có vợ. Có bạn ơi. Bạn gái. Có, giống chỗ. Ờ, giống một chỗ. Giống về. Cái này không phải mình em đâu nha anh. Ờ, có bạn. Có nghĩa là bạn này đi lại cái quán mà ngày xưa cái anh đó với bạn này hẹn với nhau. Và bạn đó thấy được cái cảnh là ba mẹ anh đó ngồi với anh đó và một cô gái khác. Thì cái cô gái đó chưa biết là vợ hay là bạn gái của wow, anh này. Bạn ấy nói chưa được đến ý đó luôn á. Thì chắc chưa, chắc có ba mẹ không? Em ơi, xem dịch gì dữ vậy em? Yongju giải thích lại. Hồi đó Yongju thấy anh đó uống rượu với cô gái khác, rất xinh đẹp. Xinh đẹp hơn Yongju. Yongju rất shock. Ngày đó cũng mà anh nhắn tin. Em rất dễ thương, 5 phút trước. Nhưng mà chị thấy xong chị có ra chị hỏi là đây là ai không? Dạ Yongju sai chốn rồi à. Lúc đó là đâu có cái là cái gì của nhau đâu mà hỏi kỳ vậy cưng. Anh đừng ra hỏi người là ai. Anh ra, ủa hello anh, lâu không gặp, khỏe không anh? Ủa anh ở đây hả? Ủa, sao phải như vậy chứ? Ủa trời ơi, anh vừa nhắn tin cho em nè. Trời ủa, ơi, anh, em rất dễ thương nè. Trời ơi. Cảm ơn anh nha. Khỏe không anh? Đó, sao phải như vậy? Trời ơi, cái kinh đếch của hai mẹ con mình. Trời ơi, đó, trời ơi. She scared me. Con gái người ta rất là hiền, nhẹ nhàng. Vietnamese girl. Yeah. Trời ơi, mình phải cứ tém tém lại cưng ơi. Trời ơi, sao mà chưa gì dạy nhỏ đi đánh ghen vậy cưng? Ủa, không có đánh ghen mà mình chỉ diễn cái nét vậy. Hello anh, vậy đó. Nhưng đã mà lúc đó là Châu Du đã yêu anh đó chưa? Đã thích không, anh đó chưa? Không, mình mới dating thôi à. Mới tán nhau thôi hả? Mới tán nhau thôi, đúng không? Mới chết. Có yêu anh đó chưa? Có lớp anh đó chưa? Bốn bà cùng nói một lúc, nhỏ biết trả lời ai. Từ từ. Trời ơi, ba bà gì? Hồi đó là trong chu fall in love với anh đó chưa? Dạ có. À có rồi. Có rồi. Anh đẹp trai, anh sang trọng, anh nhìn anh cũng quý phái. Luôn luôn đưa Yongju đi ăn. Bây giờ anh muốn hỏi lại để xác định lại là em và cái bạn nam đó có một thời gian dating trước khi mà em phát hiện chuyện đó hay không? Dạ dạ có. How long? 2 tháng 3 tháng thôi. Đó, 2 tháng 3 tháng đi tìm rồi. Có thời gian rồi mà. Em có buồn lắm không? Dạ có. Nói thật thì em xấu hổ. Hồi đó Yongju không nói với bạn bè được. Yongju nói là Yongju mệt rồi cứ về nhà như vậy. Xấu hổ. Yeah. Nhưng mà em có hỏi cái anh đó, thông báo cho anh đó biết cái gì em thấy không? Dạ em không nhắn tin nữa. Bởi vì chắc chắn bạn gái hay là người hẹn hò. Chắc chắn bởi vì anh. Yêu như vậy. Ok. Nhưng mà cái sốc nhất là vì vừa mới nhắn tin cho bạn có 5 phút thôi à. Là bạn đã nhìn thấy đúng cái cảnh đó rồi. Nên là bạn cảm thấy rất là sốc. Nhưng mà cái bạn này không phải là xà xanh nhưng mà là con mồi mới nhá. Gọi là gì em? Gọi là trap boy. Trap hả? Boy. Trap boy. Hả? Trap boy. Này, bây giờ có một cái từ cho phụ nữ thì gọi là xà xanh đúng không? Từ cho đàn ông là gọi là gì? Phải có trà lài hay trà gì đấy nhở? Trà sen đúng không? Chết.
vì sao là trà sen? Một búp sen sẽ có rất là nhiều hạt sen. Đấy là trà sen nhá. Trà sen. Ừ, matcha lotus green tea nhá. Có thạch luôn. Nhưng mà bây giờ là hết buồn rồi đúng không? Hết buồn rồi ạ. Em, nhưng mà em có bị bad image về đàn ông của Việt Nam không? Dạ không ạ, bởi vì Dung Chu thấy nước nào cũng có người xấu, người tốt. Và cũng có người tốt. Even Hàn Quốc sẽ cũng sẽ có người này người nọ. Dạ đúng rồi ạ. Ở đâu cũng sẽ có thôi. Even Thailand. Yes, I am that lotus, yes. Ok, hôm nay em đã sẵn sàng và thoải mái để bước vào cuộc chơi của người ấy là ai chưa? Dạ vâng ạ, em sẵn sàng rồi ạ. Mọi người giúp Dân Chu với. Em thích gu đàn ông như thế nào? Gu Dân Chu là đẹp trai xương xương. Đẹp trai xương xương. Bây giờ anh kể tên nha, em thử coi ai nha. Lee Byung Hun Gong Ju. Gong Ju. Or B-Rain. B-Rain. Or Lee Min Ho. What kind? Trấn Thành nữa, một style nữa em. No. Anh Trấn Thành. Thích anh Trấn Thành kìa. À, gì hả? Thích anh Trấn Thành. Dạ, không, em sợ chị Harry Won. Không, ý em hỏi là cái style thôi. Em thích Gong Yoo. Gong Yoo. Great choice. You look like Gong Yoo too. No, I'm a Gong Cha. Cha San. Ok, Gong Yoo ha. Ok. Kiếm Gong Yoo cho Dân Chu. Ok. Tiếp. Cố gắng. Fighting. Quý vị hãy uống một ly trà xanh và một ly trà sen, chờ chúng tôi trong vài lát, chúng tôi quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai. Và bây giờ sẽ là dàn cực phẩm của chương trình đêm nay. Xin giới thiệu Châu Lâm. Năm chàng trai đã làm được không? Anh thường em ơi, không sẽ bị loãng choáng. Không cần vũ khí và không cần cung tên. Chỉ một ánh mắt đủ làm em hùng lên. Anh thấy rồi xét coi ai còn độc thân. Kẻ tấm lạc từ người thì nửa cần hề. Với tính thiếu ai thì hòa đã bỏ chỗ. Em thích kiểu đàn ông đâu. Chào những sẽ kiểu đủ. Nói để yêu thương mình. Lỡ từ xuân ai. Cực phẩm của chương trình. Năm chàng trai và một cô gái chào. Menu hôm nay có vừa miệng em không? Rất vui. Đúng cô em luôn hả? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng anh. Món đầu tiên, kim bắp. Kim bắp hả? Dạ. Wow, hôm nay hơi chặt nha. Mời quý vị cùng xem. Wow.
Chào em, anh là Châu Lâm. Sau 8 năm ngao du ở đất Mỹ, một cử nhân quản trị kinh doanh như anh lại không thể quản trị nổi trái tim mình, nên anh quyết định trở về Việt Nam. Việt Kiều, Việt Kiều. Hiện tại anh là founder của một thương hiệu thời trang. Anh đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc, nên có thể em sẽ ít khi thấy anh rảnh rỗi. Nhưng yên tâm, khi ở bên em, anh sẽ chẳng bận gì cả. Anh sẽ chẳng bận gì cả kìa, trời ơi. Anh thích tự mình lái xe, lượn lờ qua những con phố. Tay xăm nha, rất là dân chơi nha. Ôi, có chó nữa nè. Biết đâu tình cờ một ngày, anh lại va vào ánh mắt của em. Với anh, tình yêu không quan trọng yêu dài hay yêu lâu, mà là yêu đủ sâu để mẹ anh có cháu. Yêu đủ sâu để mẹ anh có cháu. Bộ bên phải chỉ mặc khi đi làm, bộ bên trái mặc khi đi xem phim, bộ bên trên khi nào đi với bạn. Còn bộ bên dưới, để khi nào làm người yêu em, chọn anh em nhé. Okay, we talk about kimbap. How do you think? The first guy, impression when he coming out, I feel like, oh my god, he's a little bit like gentleman, like a nerdy one. But when I see his VTR, I think this is different. He's like player, like a little bit fashionable. So my first instinct, he's too perfect. Maybe he's already given. Sorry. Yeah, he has his family. He got a dog in the car. Got a dog. And a wife. With that kind of body, do you think he's great? Body is good. You know, some people in Vietnam, they don't care about their body when they have a relationship. No, maybe his wife at fitness, maybe. Who knows? Yes. Yeah. So it's red for you? Yeah, it's red for me first. Em thì sao ạ? Em cũng khó nha. Ban đầu là em thấy anh này ra, em cũng nghĩ là anh này kiểu lịch lãm mà kiểu thư sinh. Xong rồi đã thấy cái bắp tay cuồn cuộn nha, lái cái xe rồi xong rồi hình xăm rồi có brand thời trang, kiểu nhìn nó khác biệt hoàn toàn luôn. Ông này là bad boy ngầm. Khó nha. Cái lúc mà gì mà chẳng bận xong mà gì cả đó là bị sượng. Do biên tập ấy, em ạ. Không biết sao nữa. Nhưng mà em nghĩ là anh này chắc là chưa có chủ được đâu. Vẫn còn kiểu là muốn chơi hả? Muốn chơi. Đúng không anh? Vậy nha. Đọc hơn. Trời ơi. Mà tự dưng là mở đầu một phát là khi nào anh này lên xe màu đen, tự dưng có một con xe đỏ đi qua nha. Nhỡ đâu nháy nháy nha. Theo kinh nghiệm những năm trước là như thế đó em. Là lòng ghép ghê vậy luôn hả? Nhưng mà nói chung là tại vì có chó đấy. Có chó thì sao? Trong công việc kinh doanh như thế thì thường sẽ phải có một người phụ nữ ở nhà để có thể chăm sóc con cún. Không mà phân tích nhé. Nếu như đàn ông rất là thẳng, kiểu ngây ngô ấy, mà có chó là độc thân vì thích chơi với chó như kiểu bạn bè mà. Nhưng mà kiểu này nhìn thấy mà ăn chơi ngầm nhá, hơi có một cái gì thì tinh nghịch bên trong nhá. Mà có chó thì kiểu gì cũng lười phải đi chơi. Đi chơi phải có một cô bé nhà chăm con chó. Hoặc là có cùng sở thích nuôi chó với một bạn. Đấy. Bạn gái. Nhưng mà em để ý cái ánh mắt của cái anh này khi bắt đầu xuất hiện đứng ở đây thì luôn luôn nhìn về Trung Chu. Có một sự để ý tập trung đến cô gái này rất là nhiều. Cho em băn khoăn 50-50 được không anh Thành? Lúc đầu cũng tươi sáng cho màu xanh đi nhở? Thôi nhưng mà tại vì từ nãy giờ nhìn là có anh này là gu gu của em cái gì? Gu em á, hồi nãy em nói em thích gu đàn ông vận động đó. Chứ gì nữa. Em thích kim bắp đúng không? Em thích ăn kim bắp nha, vừa okay. miệng nha. Em thì không có nghĩ bạn ấy là bad boy. Bạn này á là du học sinh. Mà du học sinh thường thường sẽ rất là chăm chút cho body. Rồi sẽ có xăm mình nuôi cún. Và trẻ như vậy á thì bảo đảm là độc thân. Với lại á, lúc anh đó có cái hiên uống lon nước, cái lon nước đó màu xanh. Eo ôi, trời chết rồi, bây giờ người ta xanh hay đỏ là con mẹ này bàn cái lon nước màu xanh. Con mẹ kia bàn cái xe màu đỏ. Cuộc sống người ta định đoạt bằng cái xe và cái lon mà chết thật không? Gớm cổ. Quý vị ơi, cho ý kiến ạ. Wow.
Đây là dai của mọi nhà, đúng không? Lúc đấy là kimbap. Bây giờ các em có biết món gà xào cay không? Có biết em. Hạt cay bì. Nhưng mà nhìn giống tteokbokki hơn không anh? Không, tteokbokki số 3. Đúng chưa? Đúng. Hạt cay bì. Mời xem. Base. Yeah, Takabi. Back again. Base. Back again. Base. Base. Back again. Chào em, chắc em cũng đoán được là anh làm nghề gì rồi đúng không? Anh là một thành viên của vũ đoàn bước nhảy, tên anh là Đức Thành. Nhưng mà mọi người thường gọi anh là Thunder, tức là sấm sét. Anh là trai Huế và anh cũng rất thích đi du lịch, bởi vì anh nghe nói nếu chăm chỉ đi du lịch thì sẽ tìm được chân ái của đời mình. Nhưng mà 3 năm Hà Nội, 4 năm Sài Gòn, anh vẫn đang đi để tìm một người có thể khiến cho anh dừng lại. Anh rất thích đồ ngọt, nhưng hôm nay anh lại mua một ly đen đá, bởi vì anh yêu động vật hơn, bởi vì em làm anh thích thú. This is so hard. Người bình thường thì hay nói hai chân để đứng, còn chân thành thì để yêu em. Wow. Nhưng mà đối với anh thì tất cả đều là chân thành, và nó đều dành cho em. Hy vọng em sẽ đón nhận tất cả chân thành của anh. Này thì là vừa miệng nè. Nice. Ta đã nói rồi mà, thật cay bi mà, món ngon mà. Cay nữa, cay nữa. Wow. Bạn này chưa từng bao giờ dance cho em trong bất cứ một cái tiết mục nào. Không thích em rồi. Tại em toàn bài buồn thôi. Nhưng mà vì em đồng hành cùng Eric, cho nên lúc nào em cũng gặp bạn ấy trong hậu trường hết. Và bạn là một người rất là nổi bật trong vũ đoàn bước nhảy. Trong vũ đoàn bước nhảy thì đã rất nhiều người tham gia chương trình này rồi, và hầu như là đều có chủ. Không gì mà hầu như em. Tất cả. Vậy thì mình không còn gì đây. Này, biết đâu phải có dư một đứa chứ. Làm sao mà gà toàn cái màu đỏ đúng không? Ai vừa phản ứng đấy? Nhưng mà tại vì là trong lúc đó là em nhìn thấy bạn ấy rất là lặng lẽ và không chú ý quan tâm đến những cô gái khác trong hậu trường. That's what bad guys do. Anh nói tiếng Việt được không? Đấy là những gì mà đàn ông bad guy nó làm thế đấy. Đấy hả? Lúc này lạnh lùng thì đấy. Nhìn khuôn mặt của bạn ấy rất là hợp với Dung Du luôn á. Nhưng mà vũ đoàn bước nhảy thì sao, là cái vía nó rất nặng rồi đó. Ok, có như là có một cái sự gọi là linh thiêng ở đây. Em cứ làm phát đỏ cái đã nhá. Ok, là phát đỏ. Do you think dancers, they can be red? No, I don't think so. I'm sorry. He is so special. Yes, when he coming out, yeah, I'm agree with you, like Playboy. I love his eye contact to her. When he looks at you like, yeah, come on, baby, come. He's like, I want to. Like this. He's the only one that did like, yeah, try me. Come, try me. No, not try me. A taste. Yeah! He doesn't even need a wine. Yeah, but he's not shy. He's like into you, really. But he got really moves. We see his video and he danced like crazy. First feeling, I smell like a little bit LGBT. What? Just a little bit. But when I see he's here, now real, I think he's like straight guy. I know what you're thinking, because he's so thin, so skinny. But I think he's the only one that really interesting to you, really. How he looks like, yeah, come, taste me, like this all the time. Girls always fall in love with some guys who make her shy. Yeah, really. Maybe it's a perfect match. You are the singer and he's a dancer. Yeah. Yeah.
can dance for your song. Yeah. He can dance to your song every night. Oh my god. What, and night? Not even her song. Yeah. She can dance some song. Can sing opera. Maybe he's got a good choice. So I would say 3. Ok, để cho Tiên với lại Tú có cái gì đó đã hơn để bình luận thì xin phòng máy cho miếng nhạc em nhảy dài đường nhẹ nhẹ. Chứ người ta nghi ngờ mình quá. Làm cái nhẹ cơ nè. Music. Yeah. Come on. Làm gì á? Làm gì á? Oh my god. I like him. Share me. Share me. You like him? Calm down, baby. I love chicken. Nhìn bạn rất là thú vị. Chị nghĩ là bạn sẽ rất là phù hợp với em. Nhìn như vậy thôi nhưng mà không có nghĩa là bạn nó không ấm áp đâu nha. Nhưng mà thật ra cái câu này đáng chú ý hơn nè. Đi 4 năm Hà Nội rồi mấy năm ở Sài Gòn mà chẳng tìm được ai đấy. Đàn ông rong ruổi nha. Bạn này độc thân. Thật sự là cũng hơi khó đó. Em nghĩ là... Nãy giờ có ai em thấy dễ đâu. Lúc nào nó cũng bắt đầu bằng câu đó mà. Ưng lắm rồi. Thiệt sự khó khăn luôn. Ngồi kế mẹ Bo đừng nói dối. Không á, chứ em nghĩ là anh này là độc thân. Tại vì nhìn cái cách của anh đó là một người thích khám phá và một người rất là thú vị. Khi mà ở bên cạnh anh sẽ biết cách làm cho chị vui. Và đặc biệt là anh còn thiên về nghệ thuật. Hai người lại có cùng một cái vai với nhau thì sẽ rất là dễ hiểu cho nhau nhiều hơn. Kiểu thú vị đúng không? Thông cảm công việc đúng không? Đúng rồi, em nghĩ là độc thân. Mời quý vị. Oh. Ok. Em chỉ thấy chưa? Not bad. Cái điểm của bước nhảy là người ta phải 21% là đúng rồi. Thôi như thế là còn ít rồi đấy. Mà cái vũ đoàn kiểu gì mà toàn màu đỏ thế? Thế chuyển sang vũ đoàn The Red đi chứ sao lại bước nhảy được, đúng không? Tteokbokki. Ok, tteokbokki. I like tteokbokki. Yeah. Ok. Chào em, anh là Minh Chiến. Ôi giọng men quá vậy. Wow. Có một câu nói của con gái mà anh rất thích. Đó là em thề là em không có gì để mặc cả. Người yêu tôi không có gì để mặc. Yên tâm. Người yêu tôi không có gì để mặc. Em cứ chọn thoải mái đi nhá. Bởi vì anh là một co-founder của 6 cửa hàng thời trang nữ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh thì rất biết điều. Nếu một ngày mà em rỗi thì anh tự biết đấy là lỗi của anh. Còn nếu bụng em mà có lỗ to ra thì cũng là lỗi của anh luôn. Tại vì anh thích con gái ăn nhiều á. Anh từng là thủ khoa nhạc viện Hà Nội. Nên nếu em muốn nghe một thanh âm có ích thì... Em... Này em bé ơi. Oh! He plays piano! Làm cách nào và vào đời anh thế, còn anh người nhiều vết thương. Mùa này sấm chớp nhiều quá, cho anh chớp lấy cơ hội để đến bên em nhé. Món đặc sản của Hàn Quốc. Có thấy là món truyền thống nó khác không? Nhiều chi nhánh. Cái gì nữa? Tteokbokki thì dễ bán, ở đâu bán cũng được. Đây là món quốc dân. Rồi, tteokbokki thế nào? Anh này với em dễ. Dễ à? Ok. Em nghĩ là
tím. Trời lắc đầu rồi. Không phải hả? Chết đâu không phải hả? Không, lúc ảnh đứng này em đang nghi nghi á. Vừa vô cái ảnh nhảy nhảy. Người yêu tôi không có gì để mặc. Rồi là em thấy không có gì để mặc. Đó. Tím, tím. Đừng có lắc đầu. Đúng không? Cái nhà thiết kế mà chúng mình quen. Chính xác. Hầu như là các anh là rất là tài giỏi và thuộc trong cộng đồng LGBT. Anh này đâu phải làm nhà thiết kế đâu. Anh là co-founder. Ồ, nhưng mà có thể là anh làm bên mạng này. Anh sẽ vừa là tím mà vừa là hơi tí đỏ. Mà người cùng làm với anh lại là nhà thiết kế thì sao? Em không nghĩ giống như chị đó. Đó, cho nên là chị rất là thiên về màu tím. Không mà đúng mà. Tại vì nhà thiết kế thì đa số đã là nam thì là phải có một chút màu tím thì mới sáng tạo được, mới yêu váy rồi thích làm cho phụ nữ đẹp các kiểu. Thật ra thì anh ra anh nói giọng rất là từ tốn, nghe nó rất là ấm áp. Nhưng mà bắt đầu phân đoạn mà em không có gì để mặc á, thì bắt đầu anh ấy nhảy múa, có những cái chuyển động kèm theo cái cặp chân mày theo cũng hơi đậm. Chân mày người ta thiệt. Cái này trời thật. Ơi, tại vì anh đó là thủ khoa nhạc viện, cho nên trong người anh sẽ có máu nghệ thuật. Có thể là ảnh hơi bay bổng một chút xíu. Em thì phân vân hai cái này. Còn câu yêu thương nữa anh Thành, yêu thương cái miệng sao? Có chúm chim. Đấy, ôi, có biêu không nào? Đấy, chắc hiểu không? Em nên nhìn cái đồ mà anh. Nhìn đi, cho em nhìn. Nhìn một cái vô đôi mắt thôi. Chớp kiểu gì trời, đừng có chớp. Mình tự tin, mình giấu, mình đừng có chớp. Thấy chị lên là cái ảnh hơi gồng đó nha. Không, ảnh chớp. Ảnh chớp. Chớp là tại vì em bận bộ đồ cay mắt quá đó em. Sao? Nếu mà em đoán có sai thì anh đừng có giận em nha. Tím rồi. Cuộc đời không có gì sai. Nếu mà có lỗ là do chân mày hơi cao. Mà thôi. Yes. You love tteokbokki? Yes, I eat a lot tteokbokki. Yeah, come to tteokbokki. He got a beautiful eyes. I really like his eye. But my radar is working so hard right now. Like beep, beep, beep. Seems he came out. I think like another guys, when he works out, they work like normal, like this. And stand like this. Like this. But he, not against you, but his step was like this. And he's something like a queen, huh? Yes, like a queen. And he did like to you, like this. And it reminds like, let's kill this love. Wow! He's a member of Blackpink. Yeah, and, yeah, I know. You know what I mean? I know. Yeah. Let's kill this love. Bang, bang, bang. Yeah. My radar is working so hard right now. He is 100% sure purple. Ra mà còn nhảy chân sáo làm gì, nảy làm gì cho người ta thấy. Khổ ghê cơ. Quý vị nghĩ sao về tteokbokki ạ? Wow. Hiện nay quận 3 đã tăng vọt. They like Blackpink, yes. Không có một cái món nào đặc sản mà hấp dẫn hơn kim chi. Kim chi. Kim chi. I like kim chi. I like kim chi. I like kim chi. Hãy cùng đến với kim chi. Annyeonghaseyo, chào em, anh là Chu Ho. Anh đến từ Hàn Quốc và anh ở Việt Nam được 10 năm rồi. Ủa, 10 năm rồi. Điều đầu tiên con học ở Việt Nam đó là học đi xe máy. He's so cute. Kim chi. Anh trai xe kẻ lắm. Coi chừng anh thùng em không ngọt.
Tiếp theo, phong bao bảo tóc không bằng người Pháp Việt Nam. Học tiếng Việt rất khó, nhưng giờ anh hiểu cả tiếng miền Bắc lẫn tiếng miền Nam luôn. Chẳng hạn, trái thầm là qua giữa, nhưng phải thầm là môi ăn. Thay vì nói u là trời, em có thể nói u là của tôi. À, chưa giới thiệu cho em, anh là một TikToker và đang làm việc tại Hà Nội. Người Việt rất thân thiện, luôn giúp đỡ du hồ. Wow, cao quá. Em biết không, anh biển em một thứ, đó là đồ ăn Việt Nam. Đặc biệt là bánh canh của em là điều anh không thể ngờ. Nếu em chấp nhận tìm bạn lại, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành thân. Cho cái kia là sự Wow! Ui là trời. Ai da. How do you think? Tokyo, soju 주세요. I really want to drink soju with him. I want to say that from 100%, I give him 1000. Wow. He's perfect match to you, like languages. He's Korean like you and speak Vietnamese like you. And he's a TikToker. Yeah, and I think he is ready to dating someone. He's so natural. So this kimchi guy, I really love to see him like maybe last three persons, really. And he know that the feeling that the foreigner go to another country and to get acquainted with everything new in a new place. Yeah, maybe it's a good choice. So I would say, yes, this is great. Oppa, 어떡해. 아니. 언니, 언니, 바리바리 언니. 나 이거 누나. 언누나, 언누나. Okay, 형. 적당히 해. 아니, 없어. 미쳤어? 아, 초콜릿? 아. 너 phổ cập tiếng Hàn không? Quên để em chưa học. Thật sự á, em mong muốn là anh này có thể là một trong ba người cuối cùng để mình hiểu hơn về anh. Vì hiện tại là anh có rất là nhiều điểm match với bạn nữ chính thì có thể là tìm thấy sự đồng điệu với nhau. Em nghĩ là một sự độc thân. Châu Chu ở Việt Nam 4 năm rồi đúng không? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Quen ở Việt Nam rồi đúng không? Quen rồi. Ờ, thì em thấy là bạn ấy mới có một cái kỷ niệm không có được tốt đẹp lắm với con trai Việt Nam á. Nên là em vẫn muốn là bạn ấy sẽ được kết đôi với một người con trai Việt Nam trong ngày hôm nay. Để bạn ấy thêm một cái trải nghiệm. Có nghĩa là như thế này này, hiện nay là bạn ấy có một cái ấn tượng đầu tiên là chưa được tốt chưa đẹp lắm. Chưa được tốt đẹp lắm. Nhưng mà có thể là sau đấy là bạn ấy sẽ hạnh phúc và thay đổi quan điểm đúng không? Em rất là mong là ngày như thế. Nhưng mà so với tất cả những gì mọi người vừa tư vấn thì em cũng mong muốn sẽ được nhìn thấy bạn ấy được là một trong ba người cuối cùng. Nên là em sẽ chọn là màu xanh. Ha. Em có ngại yêu sao không? Dạ không. Không, tại vì em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em anh này, thấy rồi à anh này ở Hà Nội. Đúng rồi. Nhưng mà chị nghĩ là ngoài những cái yếu tố mà nãy giờ anh chị bên đây chia sẻ thì anh này sẽ có một cái rất là tương đồng với em, đó là văn hóa. Anh ấy sẽ hiểu và có thể đồng điệu với em nhiều hơn. Chắc chắn là anh này sẽ phải vô vòng top 3. Quý vị có thích kim chi không ạ? Với anh là cao nhất từ xưa đến giờ là 98%. Nhưng mà đề 96 là cũng là cao nhì rồi đấy. Cũng cao đấy, cao cao nhiều luôn á. Good luck to you. Oh, mà là anh là TikToker cho nên các bạn có thể biết được là anh có người yêu hay chưa. Nên là 96% độc thân này khá là uy tín đó. Bây giờ chúng ta về với món sô-cô-gi. Rồi, thịt này rất săn nha. Đấy, thịt nướng. To nắm rồi đó. Oh. Chào em. Em thích một người đàn ông lịch lãm hay quyến rũ? Anh hỏi cho vui thôi, chứ anh đây có đủ. Cuộc đời anh có hai cột mốc quan trọng. Năm 2018 tại Philippines
bằng tất cả sức lực, khả năng và trí tuệ, tên anh được vinh danh trong ngôi vị cao nhất của cuộc thi Việt Nam. Anh là nam vương thế giới Cao Xuân Tài. Và khi trở lại Việt Nam, anh cố gắng hết sức mình để chứng tỏ bản thân và để cho tiếng nói của anh có thể được nghe thấy. Mặc cho những thành công mà anh đã đạt được trong công việc, thì sâu thẳm bên trong anh vẫn cảm nhận một sự trống rỗng. Và cột mốc thứ hai là ngày hôm nay, khi em xuất hiện và trở thành một thế giới khác của anh. Oh my god, he's so strong! Anh sở hữu rất là nhiều tài lẻ, nhưng giỏi nhất là lẻ loi. Anh là một người thích khám phá. Tình yêu với anh cũng là một sự trải nghiệm. Nhưng mong muốn lớn nhất của anh chính là được yêu hết mình. Anh tự hào khi là một người đàn ông vạn người mê, nhưng anh cũng tự tin khi anh biết cách là một người mẹ. Anh rất yêu ngôi nhà của mình, nhưng để biến ngôi nhà của anh thành tổ ấm thì ngoài trái tim anh còn cần nụ cười của em. Hãy cho anh cơ hội nha em. Cao Xuân Tài thưa quý vị. Hôm trước là hai anh em vừa mới đi quay quảng cáo với nhau xong. Sao tập này em biết nhiều người quá vậy? Mà số này dành cho bé này là cực phẩm đấy nhá. Anh này là cũng có danh hiệu là Mr. International rồi. Nam Vương đó. Nam Vương rồi. Mà bây giờ mà người ta đến đây là cũng không phải đùa đâu. Em đã đi làm với anh rồi. Và sau rồi cái hai anh em có đi ăn với nhau. Anh nhớ không? Sao mà lại có thể đi ăn với Giai đấy hả? Không, cái hôm đó là hai anh em nhà cùng ở quận 7 với nhau. Cái tiện đường đưa anh về. Đưa người ta về thì đưa về luôn đi, đưa đi ăn. Rồi thì... sao mà rủ đi ăn nữa. Ý là mẹ bò nói tiếp nào. Anh rất là ân cần luôn á. Rất chỉnh chu trong từng cái chi tiết. Ví dụ như là đưa muỗng, đưa dĩa, lau bàn, lau ghế, tất cả mọi thứ. Anh làm cho một cái người con gái đối diện với anh cảm thấy được quan tâm và ga lăng. Anh thì anh cũng thấy bạn này nhiều lần. Thì anh thấy là bạn lúc nào cũng đi một mình. Không có đó. Vẻ là người sống rất là nội tâm, cô đơn và hơi kỹ tính nhá. Cho nên là sẽ chọn một người nào mà có thể chọn được là yêu luôn, kiểu thế. Nhưng mà ý là nhìn cái kiểu cách của anh ý rất ân cần nhưng mà vẫn luôn giữ một cái khoảng cách nhất định với người con gái, người phụ nữ đối diện ấy. Thế vì là em mẹ bo mà. Lúc đó cười, mẹ bo. Cái khoảng cách đó anh tạo ra cho em thì em thiên về hướng là thôi ạ, à, nhiều khi cô không phải gu của nhau, cô lại buồn cười chứ gì nữa. Cần mà anh chịu đi ăn với em mà. Này biết đâu, đấy là ngày đầu tiên mình phải lịch sự. Ta không dám đi xa hơn vì em cũng là mẹ bo mà. Hiểu không? Nói gì nói, người ta phải có một cái ban đầu. Biết đâu là 2-3 lần sau thì nó khác. Linh cảm lắm ấy, linh cảm là có. Thôi cứ đưa đi thì... Tin chị. Tin chị, nhưng em có đưa theo chị không? Em đưa theo chị. Đưa nè, rồi. 1, 2, 3. Hai, ba. Eo ơi, thôi. Xứng đáng làm con dâu không? Bảo bo về, không cho bo lên nữa. Đợi xíu cầm lộn, lại nè, lại nha. 1, 2, 3. Rồi, yeah. Linh cảm cao lắm. Đúng rồi. Em nói đi, nói về suy nghĩ của em đi. Cái cách mà ảnh cười. Stop matter. Em người nước ngoài người ta nói mình giả tạo kìa, so fake kìa. Like reshoot. Cái lúc mà anh đứng đây là em, cái cảm giác mà anh đưa cho em là kiểu giống như là một người đã có chủ rồi. Ừ. Giống cái cách mà anh chăm sóc ân cần một cô gái. Là cái kinh nghiệm đó là em. Là cái kinh nghiệm dày dặn tình trường. Không cho người ta là người ga lăng hết trời. Anh báo cho em biết một trường hợp kinh thiên động địa của cuộc đời này nè. Song Luân đi ăn với ai á, tình cảm nó lịch sự, lấy muỗng lấy nĩa, nhưng đó là cái tính của nó em ơi. Hiện nay Luân đang độc thân 100% và đang tìm kiếm cô gái. Tiếng anh Mỹ là đang bảo là cái khoảng cách mà anh giữ lại cơ mà. Nói đi cái lời Song Luân. Anh không được nhắc về cái chuyện mẹ bo nữa.
No, no, no. Không, mà xong luôn cũng luôn luôn giữ khoảng cách với một người phụ nữ nhất định. Có những cái dạng người mà rất là ít thả thính lung tung. Ta là thanh lịch. Cái gì mà cảm thấy hợp lý, đúng gu, người ta mới bắt đầu đi xa hơn. Và mấy cái người này nè, là take time để yêu, chứ không phải là gặp cái yêu liền. Từng step bước. By step. Đúng rồi, ông này là dạng đó. Bây giờ bước đầu là cứ vậy đã nè. Đây là bước về chứ bước đầu gì. Không, về cũng không sao cả. À thế à? Trợ lý em ở ngoài xin số. Eo chết, ông này vì nữ chính là sao mà có dụ về xin số là sao hả? Tú. Chắc chắn là những cái gì mà bạn show ở trên profile và kể cả bạn đứng đây, bạn sẽ không có độc thân đâu. Bởi vì nếu thật sự bạn muốn tìm một người bạn gái, bạn có rất là nhiều cơ hội. Bạn nè, có danh hiệu nè, có ngoại hình nè, có trải nghiệm nè, biết hát nè. Và anh này lại rất là ấm áp. Nhưng mà em có biết một câu không? Cái gì mà nó ngon á, thường là của người khác. Chị thì đang phân vân giữa hai cái màu này. Nhưng mà đó. Mà Tom, he just take my breath away. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. So perfect. I mean, like, his face, his smile, his eye, his body. Yeah, agree with you, mommy. Real gentleman. When he looked at you, like, really gentle, I really like it. And he's so warm. You know, like a family guy. Like a microwave. Microwave, yes. It's too hot. Yes, but a big butt again. My radar is working. Your radar? You sure? You know what? I joined Nơi Là Ai in Thailand like for 7 years. And he is the one that I can tell very hard. You know? He can be 3 colors like green, red or purple. Now, I cannot tell. But I go with my first instinct and it would be LGBT. Oh, oh. That's interesting. You know what? I'm really self-confident. I'm not shy anything else. But when I look at his eye, I'm shy. You're really? Shy? Look, look, I cannot see at his eye because I'm melting inside. Anh đang ngộ nhận rồi. Oh, Ajuma, what? Ajuma! Maybe it's just a good chance to come out. Maybe today is one to break his eyes and tell the world like he's LGBT. It can be. Why not? Anything can happen. Yes. Okay. Quý vị thì nghĩ sao ạ? Trời, độc hơn 81% lận quá hả? Em xin lỗi anh trai, gu của mọi nhà nha. Yeonju, mời em đứng dậy. Em hãy cho anh biết một cái tên nào mà không phù hợp với em. Anh ta sẽ dừng lại ở vòng thi này. Đây có lẽ là lúc Yeonju không còn cảm thấy dễ thở nữa. Cô buộc phải chia tay một chàng trai khi trong lòng còn nhiều đắn đo. Sự lựa chọn ấy là đúng hay sai? Cùng chờ xem. Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion. Tải app ngay. Người ấy là ai? Yeonju, mời em đứng dậy. Em hãy cho anh biết một cái tên nào mà không phù hợp với em. Anh ta sẽ dừng lại ở vòng thi này. Dạ vâng ạ. Lần đầu tiên, Yeonju rất cảm ơn tất cả đàn ông đến đây. Tất cả đàn ông đến đây nha. Cảm ơn. Nhưng mà Yeonju rất buồn và rất sorry. Số 2. What story? Okay, that's her choice.
See you later. Oh my god. Không, nhiều khi không phải là cô. That was surprising. Vì sao em? Vì em thích người rất chân thành và pure. Pure. Và em thấy anh ấy có nhiều cô gái khác. Ok, vậy em cho một cái màu đi ạ, trước khi anh ta trở lại. Màu đỏ. Dạ. Ok. Vũ đoàn The Red à? Ok, ra nào. Không sao baby, chỉ muốn người mình cần cạnh bên bên em. Gió mát đung đưa bên tai em, nghe nhịp rung khẽ trái tim, hai tay bên nhau trao nụ hôn mơ cho thật lâu. Mơ giữa không cho trời vơi, chỉ cần một tiếng trái tim sẽ out to town, 'cause I love you so. Gió mát bên tai em nghe nhịp rung khẽ trái tim, hai tay bên nhau trao nụ hôn mơ. Mơ giữa trời vơi không cho chỉ thấy làm đập thêm trái tim sẽ out to town, 'cause I hôm nay em vẫn như mọi ngày. Vẫn có hương nước hoa nhẹ nhàng bay qua. Bỗng dưng anh đâu đó đi qua trong này. Để suy nghĩ trong mắt em vội vàng tiêu tan. Uống thêm một ly nào, rót thêm một ly vào để cho đôi ta chìm đắm giấc mơ vì sao. Rót thêm một ly vào, uống thêm một ly nào. Trong cơn mê say nồng mình đã biết yêu từ khi nào. Nếu chuyện tình mình là chẳng sao baby. Anh sẽ nhận được lời màn đêm đêm. Tiếng nhạc chẳng làm ta xôn xao baby. Chỉ muốn người mình gần cạnh bên. Trái tim em là công tắc, gặp anh là bật bật bật. Và nếu anh đang đi tìm công chúa thì thể em là cần cần cần. We keep it low key, chẳng cần cho người ta xem. Yeah, em không muốn làm người ta ghen. I believe in what I see, I believe that you're my man. Em chỉ cần đứng giữa 1000 người thì anh vẫn tìm ra em. It's all about love, baby. Anh đang thả rơi một nhịp vào trong nhà hát lộng lẫy và lấp lánh. Em đến mượn ta một điệu nhảy, cứ thế cả hai cùng cất cánh. Bay giữa thiên hà mênh mông, tay anh đang đặt đập bên hông. Em cùng xoay một vòng đi theo âm nhạc để tâm trí vươn lên trên không. Những cảm xúc không ok. Wow. Thưa quý vị, Vũ đoàn bước nhảy. No 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 no. Vũ đoàn gì ạ? Vũ đoàn The Red. Tuyệt vời. 10 điểm. 10 điểm. Chào em. Wow. Xinh quá. Em là ai? Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới anh Trần Thành, các vị cố vấn và nhân vật nữ chính ngày hôm nay.
Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Mỹ và hiện tại em đang là ca sĩ trực thuộc công ty Bước Nhảy. Là hồi nãy là bài hát debut luôn á hả? Dạ. Wow. Và Thunder chính là chàng trai đặc biệt trong MV của em. Dạ, lần đầu tiên thì em xin chào anh Trần Thanh. Em chào các vị cố vấn và chào nữ chính. Em tên là Phạm Đức Thành. Em là dancer của vũ đoàn Bước Nhảy. Và đây là một bạn nữ đặc biệt với em trong một khoảng thời gian. Ta chưa tin đâu, phải hôn một cái, ta chưa tin đâu. Ok. Yes, yes, I don't believe you. Này cứ đặc biệt không nói rõ ra là sợ nha. Đúng rồi. Lật, sợ quá. He love you, hi. Hôn chưa? Không. So we don't believe this red. No, yeah, I don't believe you. Không tin. Thôi, Mỹ xong phần rồi đó, đi vào. Ủa? Đi. Đấy. Ủa? Đấy. Chưa giả cát xê, chưa vào đâu. Bảo rồi, trộn thổ đi. Vũ đoàn Bước Nhảy, đứa nào màu đỏ nhìn biết ngay, đứa nào màu xanh nhìn biết ngay. Mày à, coi như hôm nay là phá vỡ lời nguyền rồi đó. Chứ gì nữa. Vẫn là vũ đoàn Bước Nhảy. Vũ đoàn The Green. Hiểu chưa? Ổn quá. Thế em là ai mà nắm tay nắm chân nãy giờ đấy? Dạ, người tình trong MV ạ. Và hết MV thì là hết người tình. Ủa thiệt hả? Vâng. Và tụi em là bạn thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều Mỹ Mỹ. Và chúc cho bài hát của em thành công nhé. Cảm ơn em đến với chương trình. Thank you. Em đi nhảy bao nhiêu năm rồi? Em đi nhảy 7 năm ạ. Ừ. Từ Hà Nội rồi vô Sài Gòn đúng không? À, thật ra thì em là người gốc Huế. Và em ra Hà Nội để em học đại học. Ừ. Nhưng mà sau đấy thì em lại theo nhảy. Ừ. Và đi theo nhảy rồi thì em lại đi theo để vào Sài Gòn luôn. Tất cả những bạn trong vũ đoàn của em đa số đều có người yêu rồi, thậm chí có người là sắp lập gia đình luôn rồi. Riêng em thì chưa, là vì sao? Em cũng đã từng có đó. Dĩ nhiên em không có thì có vấn đề đấy. Vâng. Sau cái mối tình gần nhất thì em cảm thấy chưa sẵn sàng để mở lòng lại. Chuyện gì xảy ra với tụi em mà làm cho em phải suy nghĩ nhiều như vậy? Tại vì trong cái cuộc tình đấy thì em vô tình trở thành cái người thứ ba. Oh. Em bị là người thứ ba. Vâng. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Tức là bạn đấy đã có người yêu rồi. Và em không biết là bạn ấy đã có người biết yêu và em tiến tới bạn đó. Vâng. Nhìn thì tưởng em là trà sen, nhưng chính ra em lại là không. Cái này cũng không phải trà sen. Là đậu đỏ. Đậu đỏ là kiểu ngu ngê, kiểu không? Đúng đấy, kiểu đó. Đúng không? Đó. Chứ bây giờ là trà xanh thì là phải là mình xông vào chứ. Đúng rồi. À thế à, đậu đỏ đậu đen à? Thì cứ coi như là đậu đen được. Bị lừa mà. Ô thương thế. Đẹp trai thế này mà đậu đen hả? Đúng chưa? Trời ơi. Em nè. Em xin lỗi trong chú. He's so honest. Sorry. Quá đẹp trai. Mà em có phải là một cái người dễ yêu và dễ có mối quan hệ giống như những gì mà Young Chu đang lo không? Không ạ. Nếu như là bây giờ như kiểu em đang độc thân thì em sẽ sống kiểu của một người độc thân. Còn khi mà em đã tiến vào một mối quan hệ gọi là xác định rồi thì em sẽ chỉ tập trung vào cái mối quan hệ đấy thôi. Anh hỏi thật, nếu như một người phụ nữ người ta hỏi em thì làm sao em tin được anh? Với những cái cách tiếp xúc của anh với các bạn nữ ca sĩ hàng đêm, đi diễn, quán bar. Nếu bạn đấy cho em một cơ hội thì em sẽ chứng minh bằng thời gian và hành động, bằng tất cả những cái gì mà em làm trong quá trình hai đứa yêu nhau. Good. Trẻ mà, cứ trải nghiệm. Và em là người duy nhất cũng đến từ vũ đoàn Bước Nhảy là màu xanh. Thật đúng sự. Đúng rồi, trời ơi, xin lỗi nha.
Lần sau chị book vẫn nhảy cho chị nha. Nhưng mà chị có book bên nhóm em đâu. Có, ý là chị cũng chưa book nhóm nào. Nói chi vậy trời ơi, thiệt luôn á. Chị Hòa ơi. Em xin lỗi. Nói chi về cái đậu ván kia. Nó hạ đo ván rồi đấy, đậu ván đấy, hiểu không? À, ok, ok. Em có lời nói gì với Young Ju không? À, thì em muốn chỉ muốn nói với Young Ju, mọi thứ ở trên đời này xảy ra sẽ đều có cái lý do của nó. Người mà mình cần gặp thì mình sẽ gặp thôi. Cho nên cái việc mà hôm nay mình không gặp nhau ở đây thì có khi mình sẽ gặp nhau ngoài bãi xe. Trời ơi! À. Này, nghĩ gì về người ta mà nói câu đây đấy? Bạn Young Ju thì nhìn rất là đáng yêu. Kiểu nhìn là muốn bao bọc che chở ấy. Cho nên là em vẫn muốn có cơ hội để tìm hiểu bạn ấy hơn. Young Ju nhớ nhá. Dạ, dạ vâng ạ. Bất cứ lúc nào trên đường đời mỏi mệt, em có thể tìm ngay một món thạc cai bi. Suy nghĩ nhá. Rồi. Cảm ơn em trai đã đến với chương trình. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn mọi người ạ. Thank you. Xin lỗi em nha. Chị bốc là bánh nhận nha em. Ok ạ. Yeah. Ta không thể tiếp được. Cái khoảnh khắc này đang tốt quá. Đậu ván đang quê. Ôi cái sông quê, cái sông quê. Ôi rồi. Nãy rất là tự hào, rất là tự hào. Giơ cái bảng đỏ lên. Quý vị, Hòa Music, đậu ván của chúng ta cần vài phút để suy nghĩ lại. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai. Ở vòng 2 này sẽ có một tình huống dành cho 4 chàng trai. Các bạn ấy sẽ trở thành những diễn viên bất đắc dĩ. Tình huống sẽ là các bạn là người yêu cũ vô tình đến nhà một cô bạn gái cũ đang bị thương, thì các bạn sẽ chăm sóc như thế nào? Và qua hành động cử chỉ, chúng ta hãy xem các bạn này có gentleman hay không. Chúng ta có kimbap, kim chi, tteokbokki và sogogi. Mang cố vấn đề xuất ai chơi trước? Kim chi. Ok, tình huống bắt đầu. Wow. Ex-girlfriend, right? Ex-girlfriend. She has heard it like this. Oh, it's okay. Oh, cannot. Bạn vẫn còn tay kia kìa. Oh, go to hospital. Oh. Our new boyfriend. So cute. So cute. Oh yeah. Oh no. Oh my gosh. Korean style. Tuk tuk. Oh! It's the real soju? Wow.
That's enough, thank you. Hiện nay là Kim Chi của chúng ta đổ mồ hôi nha. Tội nghiệp Kim Chi. Bây giờ ba bạn còn lại, ai là người chơi tiếp ạ? Tteokbokki đi. Tteokbokki. Em ơi, lần này là người yêu thiệt luôn nha. Bây giờ em tới thăm cô ta và tặng một món quà cho cô ta và phát hiện cô ta đang bị thương nha. Tình huống bắt đầu. Cái gì vậy? Ok, cảm ơn các em. Người thứ ba là ai ạ? Anh Son Gogi, ảnh giơ tay hay cho ảnh làm đi. Rồi, Son Gogi mở mắt ra. Bây giờ tình huống là gặp người yêu hiện tại luôn nha. Rồi sau đó, Ma Thom là do the ex-boyfriend. Why ex? I want now's boyfriend. Okay, now luôn. As you wish. Okay, thank you. You asking him why you do this to me. Okay? Okay, baby. Mời em. Take care of her, come sit here. No, you're not her boyfriend. I'm your girlfriend. Just sit down
and you sit down here, okay? And you come down, you come down here, okay? So, OK, thank you. Không bị gãy lúc nào luôn á. Không có tím được. Sorry. And last piece, baby, kim bắp. Em sẽ đến đây gặp người yêu của em. Và sau đó em không ngờ là vợ em Minh Tú đang có bầu vào đánh ghen. OK là nha. Có baby đứng sao em? Còn mấy Hòa Minh Di lên làm mẹ bo luôn đi ạ. À, hai đứa em đi đánh ghen hộ. Đánh ghen hộ, tại có bầu đánh ghen mình đâu được. OK, mời Minh Tú. Anh cũng ngại ngại. Nhớ anh bắt được em. Cái gì vậy trời? Ôi. Ai 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 ai. Cô vợ vào. À. Cái gì vậy? Giải thích gì, nói lẹ đi. Bạn gì mà ăn vậy? Là bạn với anh. Em mới là vợ. Bạn mà cắn chung với nhau, sao vợ không cắn chung với nhau? Cô là ai? Đi ra đây ngồi. Bên đây có bầu rồi cưới cái gì nữa? What? You are ex-boyfriend. No, don't be ex. Be my future boyfriend. Trời ơi. He's like shaking. Ẩm đi, ẩm, 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 ẩm. OK, cảm ơn các bạn, thank you. Cái vụ đánh ghen hộp với em á, em thấy em lên okla quá trời luôn á. Mai sau có chuyện gì hai mẹ con mình đi đánh ghen chung nha. Hai chị em Trúc Lan Trúc Linh đi đánh ghen à. Cảm ơn bạn diễn viên Thình Bùi và Luân Vũ. Mời các bạn vào vị trí ạ. Chúng ta bàn về cách ứng xử của bốn chàng trai này. Đầu tiên anh Kim Pop ạ. Anh này là men nha. Vì gái hôn mà không né là vậy. Sao chị đưa chén nho ảnh né như vậy em? Chị phải xem lại chị. Em ơi, gái hôn không tránh né là men hả? Cái cách mà anh ấy để con gái suýt nữa thì chạm môi cùng với mình thì nếu mà mang theo người phụ nữ của mình đến đây ngày hôm nay sẽ không dám làm điều đó. OK, màu em là cái Tú nào. Em thấy là khi em đưa trái nho thì anh né tránh em, tại vì là em quá dữ. Em muốn ăn tươi nước sống anh luôn. Nhưng mà lúc ảnh tương tác với bạn nữ á, thì thấy ảnh rất là tự tin. Theo kiểu là người đã sống ở nước ngoài, cái mindset rất là hiện đại và chủ động trong mọi tình huống. Và đặc biệt là nếu như để bạn nam vô thì có thể anh này sẽ ngại. Em nghĩ là anh này độc thân. Mời Tiên. Em chắc chắn là anh này độc thân luôn. Vì lúc nãy khi mà bạn nữ hung má, ảnh cũng rất là thoải mái. Và nếu mà anh này là đã có chủ thì không thể nào mà cắn trái nho như vậy được. Vì khoảnh khắc đó rất là dễ chạm môi. Trời ơi, em mà là bồ anh trong trọng, đứng cho em gồng mình luôn. Tí nữa như anh có bồ thì chắc là that hurts. Anh ơi, cuộc chơi thì rất ngắn nhưng cuộc đời rất là dài.
mình đừng có hy sinh nhiều quá như vậy. Chàng nói sao nhỏ áp lực đổ mồ hôi liền. Đừng nha, anh mà đã có chủ thì em rất là giận đó. Em nghĩ là anh độc thân. Mà Tom, so he's pretty confident. Yes. I feel like he knows what he wants. Mm-hmm. Like, okay, I want this girl or I don't want this girl. Mm-hmm. When he tried to share the cake with the girls, he totally enjoying. But with Mintu, he not scaring at you, but he have respect. Yeah, like, oh my god, too high. But when I going to him and he's like, no, go away, don't touch me. So now I think I gonna change he to green one. Yeah. Yes. Quý vị nghĩ sao ạ? Anh này càng ngày là càng là đậm khẩu vị nha. Rồi, tteokbokki của chúng ta. 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3, 4. Can I start? Go ahead. Really feel so sad for him. He was so scary for anything. She can't even kiss a girl. Yes. Like this, like... And when she tried to open the Miranda, he's like, he's scary. Like, he can be a great guy, but he don't have a lot of experiences with girls. And very lovely. Lovely. So he can be your best friend and go shopping with you. Get your hair done every day. Talk yeah. about makeup. Yeah. Oh my god. Lúc nãy anh vừa xông tới, anh nhìn thẳng vào mặt vẫn là chân mày. Đấy, nếu mà nhìn kỹ là gì? Ô đậm lắm. Cái này là có đậm can thiệp. Không, anh lắc đầu rồi kìa. Đậm thiên nhiên. But whatever, you can do all makeup. You're beautiful what you are. Yeah. So be the same. My radar is still working. So enjoy it, baby. Có ai có ý kiến khác gì không ạ? No. Rồi, thứ nhất, yes sir. Chưa bao giờ ba chị em đồng lòng vậy. Dạ, xin mời khán giả bình chọn cho anh tteokbokki của em đi ạ. Wow. Đây là một trong những con số tím kỷ lục. Ok, xin mời mọi người nói về kim chi ạ. Anh này xanh. Anh này cũng xanh đúng không? Rồi cái bạn vừa nãy cũng xanh nữa là ba xanh. Thì đó, chị vẫn cái bộ đồ nó có thông điệp hết chứ bộ em. Hay quá à. Mọi người thấy Kim Chi sao? Em thấy bạn này rất là quan tâm chăm sóc bạn gái. Bạn đó có ngại, nhưng mà cái ngại đó là giữ khoảng cách giữa đàn ông và phụ nữ. Em phân vân ở hai màu này. Nhưng mà em vẫn hy vọng sẽ gặp anh ở vòng tiếp theo. Mời Di Minh Hoa là Hoa Minh Di. Em cũng vân vân đỏ với xanh bởi vì bạn đã sống ở Việt Nam tới 10 năm. 10 năm. Thì em không nghĩ đến giờ phút này mà bạn lại độc toàn thân. Cũng có thể bạn ấy đến đây để tìm kiếm người yêu. Cho nên là em cũng muốn là bạn ấy sẽ xuất hiện tại top 3 để em nghe bạn ấy nói. Vẫn đang dành cho bạn ấy một tấm vé màu xanh. Rồi, thế tiền thì thế nào nhỉ? Khó mà này. Lại khó hả? Ban đầu em tin nên anh này là độc thân. Nhưng mà đúng, ở đây 10 năm rồi, không lẽ lại độc toàn thân tới bây giờ. Mà gái Bắc rất thích trai Hàn là vì trai Hàn, cái cách chảy chuốt, cái kiểu nó cứ trắng trắng mà dễ thương đẹp trai cũng rất là giống trai Bắc luôn. Cho nên khó đấy. Thật này khó. Nhà cứ để ý cái tay chân không. Anh này không touch vào phụ nữ một cách dễ dàng quá. Chứ không phải là rin 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 rin. Không phải vậy đâu. Anh này anh giữ khoảng cách hơi bị nhiều luôn. Mình có cảm giác như anh sợ một cái thế lực nào đấy. Lại vũ đoàn The Red rồi. Không nha. Cái mặt anh kiểu là anh muốn chạy trốn ra khỏi sân khấu gì đó. Em vẫn nghĩ là một tia hy vọng màu xanh. Mà Tom, any yes. different? To seeing him is like see Oppa from K-drama. Because he is very gentleman and respectful. But you know what I really love about him? When the girls like come into him, just like he look at your face.
He cares what you're feeling right now. This is really good. I don't know he wants Korea girls or Vietnamese girl, but I think he wants you right now. Yeah. I think he's single, ready to have. Thế quý vị nghĩ gì ạ? Thấy chưa, cũng phân vân đi chị em mình. Xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó vui. Và cuối cùng, Sogogi. Em vẫn giữ quan điểm nha. Em vẫn giữ quan điểm luôn. Cái cách ảnh bóp tay nhìn rất là chuyên nghiệp, giống như là mỗi tối đều có một người để ảnh bóp tay, bóp chân vậy đó. Tôi không muốn cãi luôn ấy. Nhưng mà nó, nếu mà đặt trong một cái hoàn cảnh của một người diễn viên thì anh ấy cũng có thể làm tốt những điều đấy. Không, nó có một cái gì thuộc về vô thức em ạ. Thì em cũng chỉ đưa ra cái luận điểm khác thôi chứ em vẫn đi theo hướng the red. Có the red không? 1, 2, 3 đi em. 1, 2, 3. Oh no. Okay, what about you, my Tom? I really like him. For the main course. Wait for the main course? I mean, he looks good. His body, I touch it. Oh my god, so big. It means like he really take care of himself. When you love yourself, you can love another one. It's true. He used to play in the circuit. Oh. Ah, yeah. But I cannot change my mind just because I got a lot of straight friends and they act like, hey, come buddy, like this. But he like, oh, push me another side, like all the time. He did not because he don't want me to come in and know him more. He's hiding something. I think he's purple. Oh. Okay. Still, I'm sorry. He's keeping an eye on you. What about you two? Em nghĩ anh sẽ không phải màu xanh. Em phân vân giữa hai cái này. Có thể là bởi vì do công việc bạn làm hàng ngày á, cho nên là bạn đã biết diễn như thế nào rồi. Nên là đâu đó mình thấy bạn có hơi chút màu tím. Nhưng ở đâu đó trong tâm linh của mình á, thì mình vẫn... Nó sẽ hỏi. Oh. Oh. You go girl. Bong. Mời quý vị. Bong. What? Độc thân kìa. Nhiều độc thân lắm kìa. Come no, on, baby. No one. Just only one person. Yeah. Mời em. Đã đến lúc chúng ta lại tiếp tục phải chọn ra một chàng trai không phù hợp với mình. Xin mời. Dạ, em xin lỗi số 2 ạ. Tteokbokki. 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 Hãy vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện nhé. Cảm ơn các bạn. À, bình thường chắc anh phải hỏi em, lần này chắc anh cũng không phải hỏi nữa vì bạn ấy quá đáng yêu. Dạ. Ồ, bạn ấy quá là nhẹ nhàng đi. Nhưng mà dễ thương nhỉ. Dễ thương ấy. Nha. 1 2 3 giơ cùng một màn nào. 1 2 3.
hãy chờ để chào sập phát xuống đây để không thiếu đâu anh lo. Quay. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho phần lộ diện của bạn. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị nghệ sĩ cũng như là các bạn khán giả đang xem đài truyền hình. Em tên là Quang Hùng Master D ạ. Yes. สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับสวัสดีครับตัวจริงหล่อมากหล่อมากคุณสูงมากครับผมไม่สูงไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้โอเคโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ็มละไอเอ็มชอว์เอ็มฉันแทนก็เป็นแขกเมย์คุณเมื่อไรยุ่งชูงในวันนี้เอ็มละมินเฉียนอ่ะแต่เอ็มน้ำนาย21ตัวเอ็มเป็นแม่หนุ่มแฉะวะว้าวแฉะวะโอ้ยว้าแฉะเอ็มละชื่อ nào trong nhóm LGBT เอ็มละไกอ่ะ Vì sao ngày hôm nay em đến với chương trình? Thực ra thì em đến đây không phải là vì đấu tranh cho cộng đồng của em. Với em thì cái cách tốt nhất để bảo vệ cho cộng đồng của mình, đầu tiên mình phải là một cái người tự tin với bản thân của mình. Mình sống một cuộc sống nó đúng đắn. Đấy là một cái điều mà đã làm cho cái cộng đồng của chúng ta tự hào và trở nên tốt đẹp hơn từ những cái điều nó nhỏ nhất như vậy ạ. Dễ thương. Anh thích cái cách suy nghĩ của em vô cùng. Bây giờ tất cả chúng ta chỉ có kêu gọi là bảo vệ, là hãy tôn trọng chúng tôi. Nhưng mà hành xử của chúng ta lại không đi đôi cái lời nói của chúng ta. Thì làm sao bắt người ta có thể công nhận mình được? Nếu như các bạn muốn mọi người tôn trọng mình thì trước tiên mình phải sống một cách thật là hãnh diện, thật hay ho, thật là tử tế. Như bạn đây rất là đẹp trai, rất là dễ thương, ai đây cũng cưng bạn cả. Khi chúng ta không đòi hỏi mình phải được bảo vệ là lúc đó các bạn đã độc lập rồi. Hôm nay em rất là dễ thương và nói thật là em rất là đáng yêu. Cho em xin chính một xíu là cái lông mày này của em là lông mày thật ạ. Chị xin lỗi nha. Anh Thành ơi, bây giờ tôi có thấy là lông mày thiệt nhưng mà cái bà make up bà có nhúng tay vô. Nhưng mà có người yêu chưa? Thực ra thì em chưa có người yêu ạ. Chưa có người yêu ạ.
Wow. So I stay here till Sunday in Vietnam. I need a tour guide. Thực ra em có một câu chuyện nhỏ. Khi mà em đã muốn come out với cả gia đình rồi thì em sẽ phải chuẩn bị hết tất cả những cái kế hoạch hoặc là những cái câu chuyện mà em muốn đem đến cho bố em là gì. Và em sẽ chuẩn bị sẵn sàng là cái vị trí của em đã có được trong cuộc sống này rồi là gì thì em mới come out cho bố em. Nhưng mà vô tình chị em nói với bố em, và sau khi mà bố em biết được thì bố em không nói chuyện với em trong khoảng tầm nửa năm. Cũng là một cái khoảng thời gian mà em khá stress. Em nghĩ là em đến với cái chương trình này thì em không cần bố em thấu hiểu em 100%, bởi vì em nghĩ là đến chính bản thân em cũng chưa thể nào mà thấu hiểu bố em đến 100% như vậy cả. Nhưng em nghĩ là bố em có thể hiểu thêm cho em một phần nhỏ nữa thôi. Thực ra thì mình không còn nhiều thời gian nữa. Bố em đang bị ung thư. Và em cũng muốn rằng tất cả mọi người ở đây hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Chúng ta không biết trước được ngày mai rồi sẽ xảy ra cái gì. Và không ai biết quỹ thời gian còn lại trong cuộc đời này là bao nhiêu. Cho nên còn sống ngày nào hãy yêu nhau ngày đó. Hy vọng những gì mà bạn tâm sự thì bác trai nhà cũng có thể nghe thấy để có thể mở lòng ra đón nhận mọi thứ một cách thật bình dị. Cảm ơn em đã đến đây để chia sẻ một cái năng lượng cực kỳ là tích cực. Em có thể nói một lời nào đó với bạn nữ được không? Mình cũng rất là mong Chu có thể tìm được một bạn nam mà mang màu xanh. Nhưng mà chắc chắn một điều là kể cả là Chu có tìm được bạn nam mang màu xanh hay không thì hôm nay Chu vẫn sẽ có một người bạn màu tím. Ngày mai mình có thể đi làm nail với nhau. Dễ thương à. Ta nói lúc nãy rồi mà, ta bảo rồi mà. Cảm ơn em đã đến với chương trình này ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, chúng ta lại chọn đúng nữa rồi. Và chỉ còn một vòng nữa thôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Vì đây là top 3 của người ấy lại. Hashtag sẽ hiện lên. Đề nghị ban cố vấn hãy đặt câu hỏi dựa trên hashtag. Ai? Baby, stand up. Hòa Minh Di, anh đề nghị em đứng dậy hỏi. Mọi người đang đứng dậy, đang rất lịch sự. Này chị cũng bảo vệ em được. Con xin lỗi mẹ nha. Tiếp tục đi ạ. Em có thể đứng lên bàn. Giữ bàn này. Đây. Ôi, trời ơi. Có phải thấy ngất ngửa không? Rồi. Hai đứng đây. Đứng bao bọc đi. Đấy, rồi, thế này đấy. Rồi. Đội hình xinh. Ý anh là để dễ lấy hình hơn. Chứ gì nữa. Rồi. Hashtag đầu tiên chúng ta đến với Jo Lâm. Mật ong, honey. Mật ong có nghĩa là gì trong tình yêu? Khi nói về mật ong thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự ngọt ngào. Và trong tình yêu, sự ngọt ngào từ người đàn ông sẽ khiến cho mối quan hệ đó luôn được thăng hoa. Và không có gì hạnh phúc bằng một người phụ nữ luôn được yêu thương, chiều chuộng và được đối xử ngọt ngào từ người đàn ông của họ. Wow. Anh có chắc là anh sẽ luôn ngọt ngào cả khi anh tức giận nhất không? Chắc chắn. Bạn có mật ong ở trong nhà không? Có. Có chủ chưa? Khi không mật ong mà chưa. You like to call your girlfriend honey or you like that your girlfriend call you honey? I normally call her baby. Muốn làm mật hay là muốn làm con ong đi lấy mật? Con ong có mật là chích đúng không? Vậy em làm mật ong. À làm mật ha. Này vẫn chắc chắn là muốn làm mật đấy nhá. Hết giờ, ok, Chu Hồ. Rồi, bad boy. Bad boy. Go to bed. Lý do chọn chủ đề này là đối với người yêu thì có hai mặt. Ban ngày thì em luôn luôn thua người yêu của mình, với là luôn luôn ngoan, là good boy. Mà ban đêm thì mình một cách hơi hư hổng lắm, sẽ mạnh mẽ. Wow. Are you free tonight? Oh my god! Like very strong in bed. I don't believe it. Try it. Help me!
hình tượng người đàn bà nào cũng mong muốn. Bây giờ tư dưng ban ngày là good boy, ban đêm phải là bad boy, mà là bò e đỏ ép bò ép cơ. Em tốt cỡ nào? Em thì em nghĩ rằng của mình thì một người rất là tốt á. Có không? Có, sẽ làm tốt cho những người xung quanh của mình. Chưa, thích con gái Việt Nam hơn hay gái Hàn Quốc hơn? Giờ em cũng thích con gái Việt Nam, với lại cũng thích con gái Hàn Quốc nữa. Thế em có bao giờ làm bad boy với một cô gái Việt Nam chưa? Chưa. Chấn động vậy? Thế em muốn làm bad boy với một chàng trai Thái Lan chưa? Are you free tonight? Come on, together, go to bed. Okay. Xuân Tài, hashtag là xét mình trước. Hay. Hay. Tất cả các sự việc trong cuộc sống anh đều suy xét về bản thân mình trước hay sao? Đúng. Anh cho là trong một mối quan hệ thì lúc nào sự tác động từ hai phía cũng là 50-50. Cho nên đừng đổ lỗi cho phía đối diện. Tại vì khi mà mình đổ lỗi không chỉ làm người đó mất cái khả năng lắng nghe, mà ngược lại mình cũng đã thiếu sáng suốt trong việc soi xét mình có thể làm gì cho cái mối quan hệ đó. Trải nghiệm nhiều trải lắm nghiệm mới nhiều nói lắm được như vậy đó. Nên là có vợ rồi mới nói được vậy thôi. Thế trải qua bao nhiêu mối tình trước khi bạn có được ba chữ này? Dưới năm à? And all girls in five? Đúng à. Rồi, cái khúc đúng mà hơi giật giật nha. Tại vì em chưa có lót cái câu hỏi. Ok, thank you, như đã đủ rồi. Các bạn vào trong, chúng tôi sẽ gặp lại các bạn sau. Ok, we talk about Joe Lum. He's clean. I believe everything what he say, I don't know why. Something he reminds me on my, like a big brother. Like really heartwarming. Something he's a leader. He can be a leader too. Not ex-boyfriend. When he's drunk maybe. So if you really want to have relationship with a Vietnamese guy, so he is a good choice for you. Thank you for your recommend. Vì anh này là du học sinh á, cho nên là cái cách mà anh xử lý tình huống rất là phóng khoáng, rất là cởi mở. Và cái cách anh nói chuyện về cái hashtag của anh thì chắc chắn này là một cái người rất là ngọt ngào trong tình yêu và sẽ luôn luôn chiều chuộng cô bạn gái. Và nếu thật sự là Yeon Chu muốn quen một người đàn ông Việt Nam thì anh này là một sự lựa chọn phù hợp. Sao em không nghĩ là nấy nó ngọt ngào là nhiều khi bản thân anh ta là người rất thích được người khác ngọt ngào với mình? Nãy em có hỏi anh ấy là anh có ngọt ngào ngay cả khi mà anh đang tức giận hay không? Anh trả lời rất là chắc nịch, không nghĩ luôn, anh nói có. Anh có chắc là anh sẽ luôn ngọt ngào ngay cả khi anh tức giận nhất không? Chắc chắn. Rồi hổng lẽ anh ta nói vậy em tin vậy? Anh ơi, anh đừng có chèn ép em quá. Này, em hãy coi đi, cái người có gia đình rồi là khác rồi. Dì Minh Hoa, nói đi em. Ủa? Thế em chỉ cảm thấy người đàn ông này là một người đàn ông có cái chính kiến rất là mạnh. Mà một người đàn ông như vậy thì họ đối xử với người con gái của mình cũng sẽ có một cái sự rạch ròi á. Em sợ người ta ra trường đúng không? Anh ấy giống như Mát Thung có nói là thủ lĩnh á. Trong công việc này, trong cuộc sống thì em cũng sợ là cái điều đó nó cũng đi vào trong cái mối quan hệ với bạn gái á. Anh ấy nói là mật ngọt thôi nhưng mà nó không có phải ở sâu bên trong. Người đàn ông đó là một người ngọt ngào á. Nhưng mà đôi khi người đàn ông đó gặp được một người phụ nữ mà mình muốn che chở và bao bọc thì họ sẽ ngọt ngào. Cảm ơn. Còn em? Bạn này sẽ là một người rất là tự tin, có những suy nghĩ hiện đại. Cái ngoại hình, cách nói chuyện của bạn này có thể sẽ có rất là nhiều vệ tinh xung quanh, mọi thứ nhìn nó rất là hấp dẫn. Nhưng khi cái người này trong một cái mối quan hệ, chắc chắn họ sẽ rất là nghiêm túc và biết quan tâm và chăm sóc. Nên nếu như em muốn trải nghiệm người bạn trai Việt Nam thì với chị đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ thú vị. Dạ, cảm ơn chị. Next one, Chu Ho. Be honest, I don't like his hashtag. I feel like he had another side that I don't know. Okay, good guy and bad guy and more? What more? So I have to ask you, you gonna like him? I cannot say I hate him, but I can say I don't really like about the hashtag because in Korean văn hóa it's not phù hợp. Nó hơi lố quá đó. Oh yeah. Oh yeah. I still think he's green. Or maybe, you know, he's been 10 years here. Yeah, and he's usually get acquainted with Vietnamese people culture. So, maybe he's changed his mind. The first time
me and my wife, we have a lot of different culture and we mix together. So he's kind of, yeah, you know, open mind. But I want to ask one more thing to you guys. Is it Vietnamese culture? Is that a Vietnamese culture? Yes. That's normal. I dare to say whatever I think. Yeah, this is me. Do you love me? I'm the good one. But in bed, I'm the good one too. Maybe he just wants to show that he's a normal guy. I don't think he has bad intention to you. I think he just wants to show that he's not like a boring guy. I know this is too much for Korean culture. But you know, it's just normal for Vietnamese people culture. Because you know, Người ấy là ai is kind of the game show that, you know, rarely happen in Korea. Yeah. Từ đầu giờ là nói gì á? Có nghĩa là bây giờ bạn này đang phân vân nói là cái bạn này á văn hóa Hàn Quốc thì là hơi quá. Thì anh nói là bây giờ người Hàn người ta về Việt Nam đôi khi người ta cũng bắt đầu gia nhập vô cách nghĩ thoáng của người Việt. Mình cũng hay nói thẳng thắn với nhau như vậy. Nhưng mà thực ra thì bản thân em từ đầu em cũng đã muốn mai mối cho Trong Chu một cái chàng trai Việt Nam. Nói chung là đến giờ phút này thì em... Chưa vote cho anh này chưa, đúng chưa, không? Chưa vote cho bạn này. Vì vẫn muốn Trong Chu trải nghiệm thêm. Tú thì sao? Lúc đầu á em có ấn tượng rất là tốt với bạn này because he's very caring, very sweet, very gentleman. But when he speak out of the hashtag, I don't trust him. But I feel you will need to be very careful. Because the one, they very interesting in bed. Of course, they always want something crazy and more. A dangerous one. Người đàn ông này mới là playboy. Nhưng mà it depends on you. It depends how much you want to learn from someone. How you ready to have? Are you ready? He like a horse. If you dare to ride a horse. I love riding horse. Next one, please. Zheng Tai. Hashtag, about his hashtag. I think he don't speak about his attitude. This is about his experience. I feel like he had a lot of girlfriends. He used to. I changed my mind. I think he's straight. So he's safe. But single or not, I would say he's straight. Because he speak everything like carefully. I feel like he's hiding something. He's not himself 100%. In this case, I want to protect him. Why? Because, you know, I've been in the show with him many times before. Yes. And I know that this kind of very quiet man. Can be. So that's what make you feel like he hiding something. Yes. Can be, because I met him like for the first time. And I have to tell you, so lucky because this last three guys is very good. All good. If you got good luck, maybe they all green. At least two green. Oh, really? Yeah, who knows? Hey, nhưng mà mình chưa có màu đỏ. Thì đây nè, màu đỏ của em nè. Em cũng nghĩ anh này màu đỏ. Tính cách của anh này là một cái người rất là điềm tĩnh, chững chạc. Thì phải đã có rất là nhiều trải nghiệm rồi. Và hiện tại cũng đang có trải nghiệm với một người phụ nữ khác rồi. Và cái kiểu anh ấy nói lên cái hashtag của mình, anh ấy đang kiểu sợ là mọi người biết là anh ấy đã có chủ rồi. Anh thì anh cũng không thấy anh giấu cái gì, đơn giản anh chỉ nói về kinh nghiệm của anh thôi. Và cái kinh nghiệm đó có thể là kinh nghiệm sâu nhiều mối tình. Em thấy anh Tài rất là chân thành và chia sẻ thật sự những cái kinh nghiệm trong cái chuyện tình yêu mà anh đã từng trải qua. Và xét lại mình là một cái hashtag mà em nghĩ là bất cứ một người con gái nào khi yêu cũng rất là mong người đàn ông của mình có cái suy nghĩ đấy. Không, anh nghĩ là đây là cái suy nghĩ mà mọi người trên trái đất này đều nên phải có nha. Đúng rồi, nếu mà để lựa chọn giữa Châu Lâm và anh Tài á thì anh Tài sẽ khiến cho Trong Chu cảm thấy là mình được yêu. Còn anh đầu tiên thì anh ấy sẽ làm chủ cuộc yêu của anh ấy. Và anh ấy sẽ đưa Trong Chu đi đến những cái nơi để cùng anh ấy khám phá. Chứ không phải là lúc nào cũng sẽ chiều theo. Đó là cảm giác thôi. Đấy là cảm giác của Hòa thôi nhá. Còn lại thì lựa chọn của Hòa thì vẫn là đã có chủ. Mà biết đâu trong cuộc đời ngang dọc lại rơi một mối tình thì bây giờ người ta đang sẵn sàng để đi tiếp. Có thể là đấy, mới chia tay kiểu thế. Thế là sao mà biết được.
cứu sao nhỉ? Từ khi mà anh đó bước ra, chị nhìn thấy ở trong ánh mắt của em á, đây là mẫu người đàn ông mà chắc chắn là không chỉ em thích đâu, gọi là mẫu người đàn ông quốc dân á. Nhiều người sẽ rất là thích, nhưng thường những cái tốt á, nó sẽ không có dễ dàng đến đây để đi tìm kiếm em đâu. Đa số em phải đi tìm kiếm không à. Cho nên trực giác của chị thì chị nghĩ rằng là anh này đã có chủ. Rồi, bây giờ cho hỏi một người mà các bạn muốn thành đôi với cô ấy. Together. One. Trải nghiệm đi em. Two. Trải nghiệm đi ha, trải nghiệm. Three. Oh, you said two. He said two, two more. See, he's kind of open-minded people. And the more dangerous one, I love him more. Life is short. Learn it. Okay, teacher. Rồi. Rồi. Trở lại. Xin mời. Ở phần này, rất nhiều người sẽ thay đổi tư duy từ đầu chương trình đến giờ. Bởi vì đây là lúc họ sẽ nói những gì chân thành nhất từ trái tim của mình. Mời Châu Lâm. Anh không phải là người nói quá nhiều, cũng không phải là người quá giỏi về văn chương. Nhưng mà anh chỉ muốn nói với em là hãy là thế giới của anh nhé. Ôi. Nhờ cũng văn chương đấy. Mời chú Hồ. Ờ, 이번 해시태그 고른 거는 조금 주제가 민감한 것도 있었고 원래 하고 싶은 말은 진짜로 저도 한 사람 뭐 남자로서 제가 사랑하는 사람한테도 엄청 신경 써주고 이 사람만 생각하고 이런 스타일이기 때문에 이런 점을 감안해서 다시 한번 생각해 주셨으면 고맙겠습니다. 감사합니다. Anh lo tao cô. Anh hiền á. No, I'll keep it for myself. Oh my god. Thank you. Xuân Tài. Xin chào Trung Du. Điều đầu tiên anh có thể nói là anh rất là thích đôi mắt to của em. Cách mà em nói tiếng Việt có một cái sự ấn tượng với anh rất là dễ thương. Và anh rất lấy làm tiếc khi mà em đã có những cái trải nghiệm về tình yêu không tốt ở đây. Thì anh nghĩ anh có thể làm tốt hơn như vậy. Trời ơi. Trời ơi. Chân thành. Nếu như mà anh là người ra về với em hôm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng bằng một buổi đi dạo và uống trà hoặc cà phê gì đó. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5. It's so sweet. Rất là thực tế nha. Thank you. Quý vị cho cái bình chọn chứ tôi xỉu giờ. Chu Hô nhiều quá nè. Nè em gái, trước khi em trao hoa, dịch lại gì mà coi anh Kim Chi nói gì vậy? Em translate đó. Em biết sao, vợ anh được cái dạy tiếng Hàn cho anh giỏi lắm mà. Sống tới năm thứ 6 anh chưa hiểu tiếng Hàn nữa em. Anh nói là anh nói là. Thôi được rồi, bà tặng qua được rồi, cảm ơn em. Anh nói là không phải là ý như vậy. Anh nói là anh muốn tập trung của người yêu thôi, không phải là bất cứ ai. Có nghĩa không phải là ai cũng kéo vô bét đúng không? Dạ dạ, anh muốn á. Muốn á. Thôi được rồi bà, thôi đẹp, bà cao qua đi. Stand up please. This is flowers from 007 flowers. And you give it to someone that can bring you lots of flowers in the future. Mời em. Ba chàng trai đến từ ba đất nước Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam. Và đâu sẽ là nơi Yeonju chọn diện chân? Hãy cùng hồi hộp chờ xem.
Mời em. Chọn theo con tim đi nào. Choose the right husband. Don't use your brain, use your heart. Oh my god! Trời ơi! Sao mà thoát được? Chết rồi! You have time, look into the eyes. Eye contact, look into the eyes. Eye contact, Yeongju. Eye contact. Eye contact. Eye contact, eye contact. 안녕하세요. 예, 안 ngại ngại quá kìa. Anh chỉ muốn nói với em là hãy là thế giới của anh nhé. No need to hurry. Anh số 2 ngại ngùng quá kìa. 사람 남자로서 제가 사랑하는 사람한테 엄청 신경 써주고 이 사람만 생각하고 이런 스타일이기 때문에 이런 점을 감안해서 다시 한번 생각해. Thôi số 2, số 2, số 2. Lấy làm tiếc khi mà em đã có những trải nghiệm tình yêu không tốt. Anh nghĩ anh có thể làm tốt hơn như vậy. Chưa 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 thôi khó quá. Chưa 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 anh thích thiệt quá, anh thích thiệt quá. Wow, amazing. Thank you, baby. Every day that I spent with you, the look you had upon your face when I said goodbye. Chúng ta gặp lại nhau sau ở phần lộ diện nhé. Anh mà có chủ là em lên em quýnh anh liền luôn á. Why? Dòng chú muốn nhìn lời của các anh chị, nhưng dòng chú muốn theo trái tim của dòng chú thôi ạ. Em lên em nhìn thấy cái gì mà trái tim em lên tiếng vậy? Dạ, lần đầu tiên dòng chú xem CV, dòng chú nói là trời ơi, cứu tôi. Tôi. Ok. Từ lần đầu tiên dùng chú cứ suy nghĩ số nằm thôi à. Em nói rồi, từ lúc bước ra rồi. You know that's something we can't explain because of this is her taste. Yeah. Nhưng dùng chú cũng suy nghĩ chắc là anh 90% có màu đỏ. Nhưng dùng chú muốn challenge. Nhưng mà cái cách anh nói rất là honest. Yeah, he asking for a date. Yeah. Mình có cái quyền hy vọng mà. Để coi sao nha. Mong là bọn mình sai. Tôi nói thật nha, các anh đầu tiên không nhìn vào con bé luôn. Ờ đúng rồi. Thì có nghĩa là he mới là cái người hiding something. Cái lúc anh ấy nói luôn em cũng không thấy cái sự chân thành luôn. Rồi, thế cái màu của anh Joe anh trở lại này màu gì nào? Em nghĩ Joe màu xanh. Now I gonna say red for him. Because we don't have red now, till now. I think red is Juho. Shintaru. Yeah, it's okay, let's see. Mời Joe. Cứ thế trông về nơi xa, kia hoàng hôn rực rỡ và đẹp lắm. Oh my god, this look is so cute. Nhưng bên kia chẳng thể, lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội, tìm hoàng hôn xa để kết nối. Mà thấy còn trẻ quá ha. LV sneakers. Rồi. Cơ bắp nha.
not you again. Not you. Ma, drunk? Drunk. Drunk. Oh my God! What happened? Là lũ tới nhà hay sao? Là má cái sàm nó sợ nhảy sống rồi. Trời ơi, là trời cái gì vậy trời? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ủa? Đầu tiên là cảm ơn và chúc mừng em, mà thứ hai là tôi xin được cảm ơn vũ đoàn bước nhảy. Tôi có cảm giác là tụi nó nhảy bài này là bài cuối của tụi nó hay sao. Trời ơi trời, cảm ơn mấy con sóng biển. Lôi nó vô. Cảm ơn em. Trời ơi, rất là style. Em về dây chuyền tennis nha. Okay, and he have Rolex Daytona. Wow. Anh lái Mercedes đó anh. And he's green. Chốt chưa ta? Chắc chưa? Thưa quý vị, nếu đây là màu xanh thứ hai nữa thì hiện nay màu đỏ vẫn chưa ra. Trời ơi, đây nói đi. Ví dụ em bận màu xanh, nhiều khi còn một màu xanh trong đó đúng nữa rồi sao anh? Ba xanh anh. You wish. I wish for you. Cảm ơn chị. Who are you? Dạ, đầu tiên em chào anh Thành, em là huge fan của anh Thành. Wow, huge fan nha. Yeah. Really? Dạ, yeah, em hay con Thành. Thank you em. Và chào ban cố vấn và chào Yeongju. Xin chào. Anh tên là Châu, năm nay em 29 tuổi. Trời ơi, chết rồi. Anh ơi. Anh ơi. Anh lớn tuổi hơn à? Lớn tuổi hơn. Ồ. Oh. Em mới có con thôi à, chứ gì hết á. Mới có con thôi à. Anh ơi. Đây nữa nè. Trời ơi. Độc thân, đúng rồi, độc thân nè. Mấy em giữ giá một chút. Mẹ con không có tương tàn. Tụng mẹ tấm cảm quá vậy. Tấm cảm. Ok. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là founder của một hãng thời trang. Tại sao em về Việt Nam? Dạ, lý do em về Việt Nam là vì thứ nhất là em là người Việt Nam.
em phải học tất cả những cái giỏi ở bên nước ngoài về, và em về đây em cống hiến cho đất nước Việt Nam. Wow, great, trời ơi tuyệt vời. Ben, trời ơi chết rồi. Anh ơi em liên tiếp liên. No, you're not. Yeah. Hey, come on, but don't use your tail. Trời, em thích cái mindset của anh nha. Tuyệt vời. Tại vì em rất là nể và respect tất cả những người ở Việt Nam. Thực sự là em thấy họ rất là giỏi, even giỏi hơn cả em. Cho nên khi mà em về đây em còn phải học rất nhiều. Trời, chớ rồi. Wow. Bản thân mình nghe câu này mình xúc động lắm á. Là rồi. Tại vì nói với các bạn là Thành làm nghệ thuật năm nay là gần 20 năm rồi. Và Thành luôn cố gắng làm một cái gì đó tốt nhất để bạn bè quốc tế nhìn vào thấy ở Việt Nam cũng có những nghệ sĩ như thế này. Cho nên là mình mà làm được cái gì tốt cho đất nước mình vui vô cùng thật sự. Cho nên em rất là nể anh Thành, và anh Thành là big influence của em từ khi em ở Mỹ. Những lúc mà em đi học em coi Hà anh Thành diễn và em rất là respect anh. Thank you. Yeah. Vậy cho tôi hỏi, đẹp trai rồi fashion như vậy thì tại sao con gái người ta lên không nói thêm một câu nào đó cho dính, mà tại sao mà nói một cái gì đó nó hững hờ dữ vậy ta? Hà tại sao vậy? Dạ tại vì cái tính của em bình thường là một người rất là ngại. Cho nên nhiều khi là em sợ khi mà em nói một cái gì đó nó kiểu nghe nó quá là sến súa hay là nghe nó quá là over, cho nên em chọn cái là em safe. Nhưng mà nãy nói sến lắm nha. Anh chỉ muốn nói với em là hãy là thế giới của anh nhé. À, đó. Vậy đó, Mà mình ngon lành vậy chứ hả? Trời, tức ghê luôn. Không sao. Còn có em đây. Tiên ơi, ngồi xuống ta. Bao lâu rồi chưa yêu nè? Dạ, em chưa yêu được 2 năm rồi anh. Wow. Và em vẫn đang rất là muốn kiếm một người gọi là soulmate của mình anh. Thèm yêu hả? Dạ đúng. Em nghĩ gì về bạn nữ chính ngày hôm nay? Yeonju là một cô gái rất là xinh đẹp và có một nụ cười rất là tươi. Nhưng mà em quan niệm là một người phụ nữ mà cười càng tươi á, là người phụ nữ đã trải qua rất là nhiều thăng trầm. Giống như kiểu họ giấu cái nỗi buồn đó đi. Người ta bảo rằng phụ nữ cười tươi và bên trong giấu nhiều thăng trầm, chứ không bảo rằng là phụ nữ phải nhăn răng ra mà cười như hai cái người kia. Em ơi, sợ. Em hãi hùng chưa? Ngồi lại. Em ơi, cái gu của em là em thích nhẹ nhàng, lovely, hay em thích cái dạng khùng điên tung nóc nè? Khùng điên tung nóc nè. Cái gu của em là a combination of cả hai anh. Rồi là em luôn nè. Và em có một cái câu nói mà em hay nói là if we vibe, we vibe. Là gì em anh? Anh gặp người đó mà anh cảm được là người đó là... À, mà em cài nụ cười của em chưa? Nó sợ đấy chứ mà nó cảm đâu. Đã mà... Nó sợ. Ám ảnh đấy. Rồi. Không có cười như thế. Em nãy giờ ngoài cô gái nữ chính ra em có cảm với ai ở đây không? Ai ở đây là 4 người lần nha. Anh chỉ cảm thông cho mọi người thôi. Cảm thông cho mọi người thôi. Cảm thông á là nó hiểu cho tụi em bị khùng á, hiểu không? Nha, cảm ơn em đã đến với chương trình. Trước khi đi, cho bạn nữ anh một câu nói gì đó gọi là chia sẻ nào. Tất cả những cái mối tình mà nó xứng đáng thì nó sẽ tới một cách tự nhiên nhất có thể, cho nên em đừng có tìm kiếm nó nhiều. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Bây giờ tự nhiên căng thẳng nha. Bây giờ mới là lúc vũ đoàn The Red ra này. Chu Hồ màu gì? No, we have to wish he's red. Now, believe me. I have to follow my mind. I hope for you. I talk to my God. Okay, I follow my God. I help you. I'm on your side.
Do you know when you wish? Is you think that something that could have happened? I think he is LGBT. Yeah. Okay. Pray to the Lord. Juho. Why you don't choose him? I told you this. Chết rồi các em ơi. Một ngày nào đó nếu anh xanh sẽ không còn loài người chìm trong đêm xa băng. Yeah. Vũ đoàn The Red. Chết từ rồi trời ơi. Vậy là hôm nay vũ đoàn The Red đến đây nhảy không mang Red về mà là mang Red đến hay sao? Thôi chết. Ok, xin mời bạn giới thiệu với mọi người về mình một chút đi ạ. Xin chào mọi người ạ. Mình tên là Park Joo Ho, năm nay 30 tuổi. Là mình đã ở Việt Nam ở hơn 10 năm rồi. Là hiện tại thì mình đang sống ở Hà Nội. Ra Hà Nội mới 5 tháng thôi. Lúc trước thì em cũng ở Sài Gòn. Tại sao bạn ra Hà Nội? Tại vì do gia đình, bây giờ sẽ làm một cái kinh doanh mình đang làm. Ở Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh, chỗ nào em cảm thấy dễ sống, dễ làm việc hơn? Tại vì em ở Sài Gòn hơn 8 năm, 9 năm rồi. Nên là cũng là quen hơn so với Hà Nội. Nhưng mà bên Hà Nội cũng là rất tốt. Vì sao bạn chọn đến với chương trình này? Tại vì mình cũng là lâu rồi không yêu you. Ngày xưa đã quen một người Hàn Quốc á, mà bây giờ đã chia tay qua một năm rồi. Nên là bản thân mình cũng là rất là muốn yêu. Ai...
nên là em cố gắng tham gia đến chương trình này. Trời ơi, ổn à. Nên là lúc nãy mà hả, Jongju không chọn là cái mặt ảnh buồn hẳn luôn. Jongju tiếc rồi đó. Ủa sao thế nhở? Bạn muốn yêu ai đó nhưng mà tại sao bạn lại không thể hiện ra? Tại vì em là một người ngại nhiều. Ngày xưa cũng với tình cảm nào mà mình đang suy nghĩ gì đó thì bản thân mình là không dám nói, không dám thể hiện trực tiếp luôn. Dạ, yeah. Rút kinh nghiệm nha em nha. 30 tuổi rồi em, phải tập cách thay đổi thôi. Hôm nay em tham gia chương trình Người Ấy Là Ai, em thấy mọi người như thế nào? Em cũng thấy là tất cả người để thể hiện rất là mạnh mẽ, hoặc là nói thẳng gì đó. Phải làm như thế thì đúng á, nhưng mà không thể làm như thế như người khác rồi. Bản thân mình cũng suy nghĩ là rất là tiếc á. Mà quan trọng là em có thấy điều đó cần thiết cho em không? Dạ có. Có đúng không? À, có. Thật ra anh nghĩ như thế này nha, cái gì mình đã feel là nó cần thiết cho mình thì mình phải học nó. Dạ vâng. Tại vì không ai sinh ra để có tất cả những thứ mình muốn. Em cho anh biết cái suy nghĩ của em về Jongju. Bình thường thì nữ chính là người Việt Nam, nhưng mà hôm nay thì mới nghe là người Hàn Quốc đó, nên là lúc đó thì rất là vui. Vui là cái mặt đó đó hả? mặt này mới vui nè. Thật em nói thật à? Em nói thật vui lắm. Dễ thương quá, hiền quá em. Em cũng rất là muốn á, được chọn á. Nhưng mà hôm nay thì em hơi không thể hiện nhiều rồi. Dạ. Cảm giác rất là tiếc á. Hiền quá ha. Hiền quá em à. Vậy mà bad boy cái gì? Bad boy. Tội nghiệp quá. Ok, Jongju, em có gì muốn chia sẻ với bạn không? Việt Nam 에서 얼마나 더 사실 생각이세요? 저는 앞으로 계속 베트남 에서 살 것 같아요. 저도요. 네, 그렇게 생각하고 있어요. 저도요. 다음에 기회가 되면 호치민 놀러 오시면 제가 밥 한번 살게요. 아, 감사합니다. 네. 호치민 언제든지 왔다 갔다 할 수 있으니까요. 네. 불러만 주시면 언제든 날아서 오겠습니다. 네. 아. 알았어. 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 아, 진짜. 노 rồi. sau này mà ông chưa sẽ gọi anh thì em cứ bay vào Sài Gòn. Dạ, yeah, sẽ có những chuyến bay Nam Bắc thưa quý vị. Ok. Em có gì muốn nói với Jongju của chúng tôi trước khi mình chia tay ạ? Nếu mà có cơ hội để sau này có gặp thì mình sẽ cố gắng thể hiện nhiều hơn so với hôm nay. Dạ, yeah, cảm ơn em rất nhiều. Thanks for coming. Bây giờ là coi như là không thể là không red luôn. Ba xanh cơ mà. But I really like when she say that she don't believe anyone else. She want to follow her heart. That? Yeah. So now, can you understand your heart go wrong? So. Okay. Now everybody, bình tĩnh and look at the screen. Oh my God. Cao Xuân Tài, mời bạn. Nhưng mà vẫn hy vọng độc thân. You lots of pain, but I
did not mean to let you down this way, but I know deep inside I let your smile fade away. Chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút. Xin chào tất cả mọi người, xin chào ban cố vấn, xin chào anh MC Tấn Thành, xin chào Jongju. Lời đầu tiên chắc là Tài gửi lời xin lỗi rất là chân thành tới Jongju. Nhưng mà Tài phải khẳng định là tất cả những gì mà Tài nói với Jongju hoàn toàn là sự thật. Kể cả việc mình có thể cùng nhau đi dạo và đi trà chiều. Và màu của em là màu... Màu của Tài là màu đỏ. Tài khó chịu. Words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Buồn quá. Em tới đây với mục đích gì? Em tới chương trình tại vì muốn nhận được sự lắng nghe. Trong cuộc sống á, đôi lúc chúng ta quá quan tâm về những thứ bên ngoài mà chúng ta lại quên mất hỏi nhau con đang cảm thấy như thế nào. Em nghĩ là một việc rất là quan trọng, và ngày hôm nay em muốn chứng tỏ rằng tình yêu của em là chân thật. Tại sao lại có vụ là con như thế nào? Con là gì? Bạn có bạn gái ở đây không ạ? Ngày hôm nay em có tới đây cùng với bạn gái. Oh. Dễ thương quá à. Đẹp quá. Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về mình được không? Em chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Bảo Châu. Hồi nãy Xuân Tài nói là Xuân Tài muốn làm một cái gì đó cho cô gái này. Thì cái điều em thật sự muốn nói và muốn làm với cô ấy là gì? Em muốn Châu có thể mở lòng hơn với mẹ mình. Và mẹ Châu có thể thực sự lắng nghe Châu. Và thực sự thường xuyên hỏi Châu một câu là con đang cảm thấy như thế nào, chứ không phải là con cần gì. Và cuộc nói chuyện lần này em nghĩ là sẽ có một tác dụng tốt. Vậy thì tại sao mình lại không làm? Wow. Em gái, em có thể nhìn bất cứ cái máy quay nào và bắt đầu cái thông điệp của mình. Em nghĩ là trong cuộc sống thì cha mẹ nào cũng thương con cái của mình. Và đặc biệt là mẹ em. Mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho em. Mẹ không muốn em phải gặp nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống, vì mẹ sợ những cái điều đó sẽ làm tổn thương em. Nhưng mà mẹ có thể một lần cho con tự trải nghiệm cuộc sống của mình, tự con tìm được tình yêu của con. Có thể là không được đẹp, nhưng mà đó vẫn là một cái thanh xuân của con. Và mẹ hãy tin tưởng con, vì con cũng tin tưởng vào chính mình và tin tưởng vào người đồng hành cùng con. Anh đang rất muốn biết cái tâm lý của mẹ em về cái vấn đề này là gì. Tại vì anh nghĩ rằng là trừ khi bạn Cao Xuân Tài của tôi là một người rất là tệ trong cuộc sống. Dạ, anh Tài là một người rất là tốt, thì mẹ em cũng có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng mà mẹ em muốn một người đủ thành đạt lo lắng cho em. Dĩ nhiên cái đó đúng mà. Đang nhận được cái comment feedback từ phụ huynh như thế nào? Và em có bao giờ nói với mẹ là cho một cuộc nói chuyện không? Đã rất là nhiều lần rồi anh. Và nó không hiệu quả lắm. Còn em thì sao? Em có bao giờ được thỏa thuận với mẹ em một cái gì cho đến giờ phút này không? Dạ có, em với mẹ đã nói chuyện và cũng có thỏa thuận. Nhưng mà nó chỉ trong vòng một tuần thôi. Và mọi thứ nó sẽ trở lại như cũ. Với cách kể của em, như vậy là mẹ là một người luôn luôn phải là người cuối cùng quyết định mọi thứ. Vậy tại sao mẹ em cho em quen bạn này? Đó không hoàn toàn là cho đâu ạ. Thì những điều Châu kể với em là mẹ Châu là một người có một tình yêu đối với Châu rất là đặc biệt. Mẹ Châu lo cho tương lai của Châu bằng cách là đăng ký cho Châu rất là nhiều lớp học mà không cần hỏi ý kiến của Châu. Và tất cả mọi thứ mà Châu muốn có trong cuộc sống thì hầu như Châu đều có, trừ về mặt tinh thần. Và tất cả những điều đó mẹ Châu giải thích rằng tại vì mẹ yêu con. Em có ổn không? Dạ, tại vì em thương mẹ nên là em cố gắng để làm cho mẹ vui lòng. Nhưng mà từ lúc mà gặp anh Tài thì em muốn là mình phải cho mẹ thấy được là em đã đủ trưởng thành để
chọn những gì đưa ra những quyết định của mình. Trước khi gặp anh ta em ổn hả? Em phải nói thật lòng. Dạ em không, nhưng mà em vẫn cố gắng là ổn. Tại vì từ nhỏ tới giờ là cuộc sống của cháu đã như vậy. Cháu không dám cãi và cháu rất là nhiều lần vừa nói vừa khóc. Ước gì có ai có thể thay đổi được hoàn cảnh này của em. Và em cũng đã nói với cháu một câu là nếu như em không bỏ cuộc, anh cũng chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi em có được ít nhất là một sự lắng nghe từ mẹ. Vì sao bác thỏa hiệp được cho cái chuyện này nó được xảy ra? Thực ra thì trước khi mà em gặp cháu lần đầu tiên thì mẹ của cháu cũng biết cháu đang nhắn tin với ai và mẹ cũng đứng dò xét xem em là người như thế nào. Có nghĩa là bây giờ hiện tại là tụi em vẫn đang quen nhau. Chỉ có cái là cuộc sống của cháu hiện nay đang rất là khó khăn để có thể thương lượng với mẹ thôi, đúng không? Tình trạng của tụi em được phép quen nhau nhưng mà em nghĩ là mẹ cháu không happy với chuyện đó lắm thì em cũng hơi buồn về chuyện đó. Ai cũng có góc độ đúng của họ cả. Thậm chí anh cũng thông cảm luôn cho mẹ của em luôn. Có những người con đối với họ là cả một lý tưởng, là một bầu trời, là một thế giới. Có những cái điều mà nó thiêng liêng tới mức độ như vậy. Nhưng đó là tình yêu mà, không giải thích được ha. Thì hãy đơn giản là chứng minh theo thời gian. Cho nên chúng ta gọi là chia sẻ với nhau về suy nghĩ thôi ha. Ok, anh thấy Hòa cũng có một cái ý kiến gì đó. Mời Hòa nói trước đi nào. Có thể là tất cả mọi người ở đây thì có duy nhất mình em là đã có con. Mình đang nói trên phương diện là một người mẹ trước nhá. Các bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi mà mình sinh đứa con ra, mình cho nó từng giọt sữa, cạn sữa của mình luôn. Và mình hạnh phúc với điều đấy. Mình ôm ấp đứa con của mình 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, nó vẫn còn muốn ôm mình. Nhưng mà đến một lứa tuổi nào đấy thì bạn lại muốn có cuộc sống riêng của bản thân bạn. Thì đến lúc đấy á, cái cảm giác mà đọng lại trong mẹ của bạn thì ai sẽ là người giải quyết cho? Có thể là tất cả những cái gì mẹ bạn dành cho bạn từ lúc sinh ra đến giờ đã trở thành một cái thói quen. Và khi mà bạn cố chấp nhận những cái điều đó và không chia sẻ cho mẹ bạn thì mẹ bạn vẫn coi đó là những cái gì tốt nhất dành cho bạn. Bạn cần phải cho mẹ bạn thời gian. Không phải là 1 năm, 2 năm mà có khi đến cả 5 năm, 10 năm bạn mới chứng minh được cái tình yêu của anh Tài dành cho bạn là chính xác. Bạn cũng không thể nào bắt mẹ bạn chấp nhận ngay cái điều đó được. Vì mình nói thật nhá, năm ngoái mình ngồi tại đây trên cương vị là một người hạnh phúc. Nhưng đến đây ngày hôm nay mình đã trở thành một người single mom rồi. Tức là mình không còn một cái tình yêu trọn vẹn nữa. Bố mẹ của mình chấp nhận để mình vui thôi. Còn trong tấm lòng của bố mẹ mình á, lúc nào cũng sẽ đau buồn, đau khổ ở sau lưng mình hết. Còn mình xin phép là không nhận xét về cách làm của mẹ bạn. Vì mỗi người đều có một cách dạy con riêng. Và mình chỉ chia sẻ về cái cách mình dành cho con trai của mình. Cháu xin chào cô. Khi mà từ lúc cháu sinh em bé ra đến giờ á, thì cháu luôn dành sự tôn trọng cho con. Cho nên đến bây giờ con mới được có gần 3 tuổi nhưng con đã luôn biết nói ra những điều mà con mong muốn. Con buồn, con nói. Con đói, con nói. Thì khi đó thì mẹ giải quyết những vấn đề rất là dễ. Con cảm thấy một cái điều mà để con có thể hòa hợp được với con trai của mình nhất cho đến thời điểm này, đó chính là tôn trọng cái quyền quyết định và lắng nghe con trai của mình. Thế cho nên là con mong là cả gia đình sẽ tìm được hướng nói chung và mong anh Tài và bạn sẽ hạnh phúc trong tương lai. Cảm ơn Hoài Minh Di đã nói rất là chân thành về điều này. Cháu cũng xin được chia sẻ một cái điều ngắn gọn thế này thôi. Thưa bác, cháu là Trấn Thành. Cháu là một người đã từng sai, đã được lựa chọn sai rất nhiều, đã vấp ngã rất nhiều. Cháu cũng đã từng làm bố mẹ khóc rất nhiều. Cho đến khi bố mẹ ôm cháu lại cũng khóc, nhưng khóc trong sự hãnh diện vì lúc đó cháu thành công. Bác có thể nào một lần nào đó bác thử đặt niềm tin xem là bạn này có làm cho bác hãnh diện trong tương lai với lựa chọn riêng của bạn hay không? Bởi vì mỗi người chỉ có một cuộc sống thôi, cứ cho bạn chọn. Chúng ta chỉ nên yêu thương và giúp cho các bạn ấy có được hạnh phúc. Một người cơ bản sinh ra phải được phép thất bại để họ biết cách đi đến thành công. Xin cảm ơn. Em cố gắng mạnh mẽ lên. Nó chỉ là một trong những chuyện phải trải qua trong cuộc đời mà thôi.
chúng ta không được quyền áp đặt ngược lại, mẹ phải hiểu cho mình với ngần ấy tình thương và bao nhiêu năm bác đã kỳ vọng. Và bạn ấy cũng có một lời cuối thôi muốn gửi đến mẹ bạn ấy à. Mẹ ơi, con rất là yêu mẹ và mẹ hãy tin tưởng con nhé. Về phải ôm mẹ một cái nha. Con chào cô. Đầu tiên con phải xin lỗi cô vì những gì cô đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua. Con biết là cực kỳ không dễ chịu với cô. Con chỉ hy vọng là sau chương trình này cả gia đình sẽ hiểu nhau và sẽ không vì những lo toan cho tương lai mà quên đi những điều quý giá ta đang có trong hiện tại. Con thực sự mong gia đình mình được hạnh phúc. Youngju, em có một lời chia sẻ gì với cặp đôi của họ không? Sau khi Youngju nghe chị và anh nói, Youngju cực kỳ hy vọng chị và anh sẽ hạnh phúc mãi mãi nhé. Dạ, cảm ơn hai bạn. Chúc cho hai bạn sẽ hạnh phúc để những gì hai bạn đã phấn đấu là xứng đáng, để cho hai bác có thể yên tâm. Thank you. Thank you. Sorry Youngju, hôm nay chúng ta không có sự lựa chọn chính xác rồi. Dạ không sao ạ, vấn đề là Youngju thôi. Con tim hơi mù nha. Hơi mù quáng nha. Không sao. Rất là nhiều chàng trai đang đứng ở bãi xe, yên tâm đi. Chu Ho đang đứng ngoài bãi xe đợi đó. Đang đứng bãi xe đó. Giả bộ len lén đi ngang bãi xe coi có còn ai không. Thôi, hy vọng là Youngju sẽ tìm được một người yêu nào đó thật là phù hợp với em trong tương lai nhé. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ xin mời mọi người lên sân khấu, chúng ta cùng chào tạm biệt quý vị khán giả ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay mặc dù là cái kết thúc chưa được trọn vẹn dành cho nữ chính của chúng ta, nhưng mà tôi tin chắc là cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương, thì cô ấy sẽ có cách để tìm cho mình được một người phù hợp với mình trong tương lai. Và xin cảm ơn Youngju và các vị khách mời đã tham gia. Welcome back one more time, Marathon. Yeah, thank you. Thanks for having me. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người ấy là ai do VOM và V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel V Giải trí và trên siêu ứng dụng giải trí VOM. VOM không thể rời mắt. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp thuộc Tingo Group, và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda vì soda kem Việt Quốc chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn cũng hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí VOM để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người ấy là ai. Xin quý vị hãy view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng ta có thể xem những câu chuyện hậu trường của các cặp đôi trong Người ấy là ai với VOM Love Ride. Đây là nội dung được phát sóng độc quyền trên VOM thưa quý vị. Và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ những trang phục rất đẹp cho các quý ông của chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mở ngay VOM và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với VOM Love Ride. VOM Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VOM. Đừng rời mắt. Tuần sau, sự xuất hiện của năm nam thần có làm fan điêu đứng. Eo ơi, cái vàng hôm nay rất là khó ra màu tím nha. Cái anh chàng này bây giờ mà thả anh vô một cái dung dịch quỳ tím, nhúng ra nhúng vô, nhúng ra nhúng vô, ngâm 3 đêm vẫn không nào tím được. Bằng cái đầm dân man. Dân. Không. Không được. Không được anh.
Với kinh nghiệm làm trai thẳng 27 năm của em thì em cảm thấy những cái nụ cười đó có vẻ hơi màu tím. Đá banh mà ra màu tím hả? Em là người từng đi đá banh rồi anh. Và em gì lỗi vậy? Dạ. Thôi. Cái gì vậy? Còn cái bộ đồ này ra sân bóng chi bà nói? Thì đá banh có vẻ chân mày không? Em có để ý từ những cái phụ kiện mà anh ta đeo và cái chân mày của anh ta, tuy là nó không tém, nó không cạo, nó không nhổ, nhưng em thấy được cái sự co giật nhẹ. Vâng, màu tím ạ. Nè anh, màu gì? Em hay vậy quá. Tại vì hồi nãy giờ anh diễn tả những cái đặc điểm. Tả y chang anh à. Hồi nãy giờ là em tả em đó hả anh? Chứ ai. Đúng không? Lắc đầu hả? Lắc đầu là có đó. Hay dấu anh ơi. Em đại diện với LGBT quận 4 thì em cũng nghĩ là vậy. Em đại diện LGBT Long Thành, Đồng Nai. Xa vậy. Em đại diện LGBT Bình Thạnh nha. Em đại diện LGBT Lô Tô. Cùng chờ xem vào lúc 20 giờ thứ 6 trên kênh truyền hình HTV2 VTranel và trên siêu ứng dụng giải trí VEON. VEON không thể rời mắt.